Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với toàn thể đại chúng, là hôm nay chúng ta bắt đầu chính thức vào học tìm hiểu và nghiên cứu bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã làm lễ khai pháp. Hôm nay bắt đầu chúng ta chính thức vào học nghiên cứu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta có học có hiểu thì chúng ta mới hành trì đúng được. Có học có hiểu thì mới hành trì được. Còn thì không có thì chúng ta cứ hiểu lơ mơ, lơ tơ mơ đó. Sau này thì khi mà có người nào họ nói một vài câu thì chúng ta lại thoái tâm, lại nghi ngờ, sinh tâm nghi ngờ. Kinh này không biết có phải của Phật thuyết hay không, hay là kinh này có phải là một bộ kinh liễu nghĩa hay không, hay là kinh này thuộc bộ kinh không liễu nghĩa, vân vân. Thì ở đây thì điều đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái phần thứ nhất. Phần một lớn là phần thứ nhất, đó là duyên khởi của kinh Địa Tạng. Về phần duyên khởi thì chúng ta thấy rằng duyên khởi, thế nào là duyên khởi? Duyên tức là nhân duyên. Cái từ duyên này, duyên tức là cái nhân duyên. Chữ khởi tức là mở ra, bày ra, mở ra. Duyên khởi tức là cái nhân duyên á. Vì đâu mà được Đức Phật mở ra vì sao? Để nói kinh Địa Tạng này, nhân duyên nói kinh Địa Tạng thì tí nữa vào chữ kinh Địa Tạng sẽ giải thích về cái chủ đề của kinh sau. Thế cái duyên khởi tức là nhân duyên mà Đức Phật nói kinh Địa Tạng thì do đâu? Như chúng ta đã biết đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa vốn ngài là một vị Bồ Tát bổ xứ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, giống như là Đức Đại Bồ Tát bổ xứ Di Lặc bây giờ, hoặc là Đại Bồ Tát bổ xứ Quán Thế Âm bây giờ. Thế nào gọi là bổ xứ? Bổ xứ tức là một đời nữa là thành Phật, không có đời thứ hai nữa, chỉ một đời nữa là thành Phật, nó là chờ đến thành Phật, thế gọi là bổ xứ. Gọi bổ xứ tức là chờ cái thời gian chín muồi, đến cái thời gian đó thì được thành Phật. Cho nên đó gọi là bổ xứ Bồ Tát. Thì ngài khi còn ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, ngài Tất Đạt Đa đó, ngài có tên là Bồ Tát Hộ Minh. Đó, Hộ Minh. Thế nào gọi là hộ minh? Hộ tức là hộ trì, minh tức là ánh sáng. Mà ánh sáng ở đây tức là chỉ cho gì? Cho trí tuệ. Cho trí tuệ viên mãn của mười phương chư Phật. Bồ Tát Hộ Minh chính là một vị Bồ Tát giữ gìn đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt, từ bi bình đẳng của mười phương chư Phật quá khứ đã thành, mười phương chư Phật hiện tại đang thuyết pháp, và mười phương chư Phật vị lai sẽ thành. Đó. Khi nhân duyên hội đủ, ngài quán thấy là ở thế giới Sa Bà chúng ta, tại cõi Nam Diêm Phù Đề, có thân phụ và thân mẫu là quốc vương Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa có con. Đức hạnh và lòng nhân từ yêu dân của vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia thì không phải bàn cãi, không phải so sánh. Có thể là không có một vị quốc vương nào ở Ấn Độ, trên cõi Nam Diêm Phù Đề nói chung và Ấn Độ nói riêng, lúc bấy giờ có đầy đủ lòng nhân từ và đầy đủ nhân duyên để cho ngài giáng sinh vào cung vua đó, để thể hiện có một cái tấm thân bằng xương thịt như chúng sinh ở thế giới cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta. Mà điều đặc biệt đó, ngài thể hiện là một chúng sinh như chúng ta, nhưng ngài lại có một cái thân hình là khỏe mạnh và trang nghiêm đẹp đẽ. Đó là gì? Đó là 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo.
hay còn gọi là 80 hảo tướng đó, để trang nghiêm thân thể. Một điều đặc biệt nữa mà chúng sinh ở thế gian không có được, đó là trí tuệ của Ngài. Vì sao? Vì đây, vì Ngài chính là cái người, một cái vị Bồ Tát giữ gìn trí tuệ của mười phương chư Phật. Quá khứ đã trao lại cho Ngài, đã thọ ký cho Ngài, và Ngài giữ gìn cái sáng trí tuệ đó đợi đến ngày bổ xứ thành Phật, tức là cách đây trên 2.500 năm trước. Khi Giáng sinh, trước khi Giáng sinh chúng ta thấy là Ngài báo mộng cho Hoàng hậu của mình là một cái giấc mơ. Chiêm Ngài một cái giấc mơ của bà Hoàng hậu là thấy Ngài mơ thấy con voi gì ạ? Con voi trắng. Con voi trắng đi xuống khai vào bên hông bên trái của bà. Và hôm sau bà đem cái giấc mơ đó kể cho Đức Vua Tịnh Phạn. Đức Vua Tịnh Phạn cho mời các vị số thuật đến để xem giấc mơ đó lành hay dữ. Như tất cả các ông thầy tướng số đều đoán là đấy là một giấc mơ cực kỳ tốt đẹp, và chắc chắn một thời gian tới thì Hoàng hậu sẽ hạ sinh một vị thái tử. Vị thái tử này khôi ngô tuấn tú và tài đức hơn người. Nếu ở lại thế gian thì sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, còn xuất thế thì sẽ trở thành bậc thầy vĩ đại của trời người. Sau khi đoán như vậy thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Và đúng sau 12 tháng thì Hoàng hậu Maya hạ sinh thái tử. Chúng ta thấy nha, bình thường con người ta chỉ sinh có khi 7 tháng đã sinh, 8 tháng, 9 tháng, bình thường là 9 tháng 10 ngày đúng không? Khoảng tầm như thế. Nhưng mà riêng á, Bồ Tát Hộ Minh nhập thai, Ngài trụ trong thai tròn gì ạ? 12 tháng, tức là tròn một năm âm lịch của thế giới của chúng ta này. Hay tính, hay dương dịch cũng tính là một năm, là 12 tháng. Thế sau khi hạ sinh, Ngài được đặt tên là Tất Đạt Đa. Mà hạ sinh Ngài ra thì đúng 7 ngày. 7 ngày thì Hoàng hậu Maya bắt đầu là viên tịch. Vì sao không gọi Hoàng hậu Maya là chết? Chúng ta bình thường ở thế gian chúng ta thấy là nếu mà như thầy ấy thì người thế gian thì nghĩ là gì? Thái tử Tất Đạt Đa là đứa con vô phúc, vừa sinh ra được 7 ngày mà mẹ đã chết. Như vậy là gì? Là vô phúc. Đứa con này sinh ra là lấy hết phúc của bà mẹ, khiến cho mẹ gì? Phải chết. Nhưng mà trên thực tế, ở trong Phật Pháp, trong nhà Phật, mà thực tế là trong giải thích rằng vì sao mà bà Maya sau 7 ngày sinh hạ thái tử thì bà Maya lại ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy, không bệnh không tật gì, tự nhiên tự tại ra đi. Ở trong Pháp Hoa Huyền Tán có giải thích rằng bà Maya cũng chính là một vị Bồ Tát. Thì hiện chỉ có một vị Bồ Tát mới thể hiện với mang được một cái thánh thai của một vị Bồ Tát, chứ một vị phàm phu không có công đức thì không thể mang được thánh thai của một vị Bồ Tát. Nhưng hành Bồ Tát đạo thì chúng ta biết rằng có rất nhiều các vị Bồ Tát. Ví dụ cư sĩ tại gia cũng là Bồ Tát, như cư sĩ gì Duy Ma Cật là một vị đại Bồ Tát ở trong hàng cư sĩ tại gia khi Đức Phật còn tại thế, ngang hàng với Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, chứ không phải là lép vế đối với hàng cư sĩ, đối với so với các Phật, các tăng ni xuất gia đâu. Đó. Thế cho nên á, bà Maya trong Pháp Hoa Huyền Tán giải thích rằng Ngài vốn là một vị Bồ Tát, vì lòng thương tưởng chúng sinh ở nhân gian mà thị hiện xuống nhân gian, cũng trở thành một gì? Một bà Hoàng hậu, và mang thai Bồ Tát Hộ Minh, và sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Mà sau khi sinh xong rồi được 7 ngày, tức là tròn một tuần thất, bà thấy là công đức của bà ở đối với thế gian đó gì? Đã viên mãn rồi. Và bà đã quyết định xả bỏ báo thân, không muốn trụ lại ở thế gian nữa. Và bà liền thác khóa lên cõi trời thứ hai. Đó là cõi trời gì ạ? Cõi trời Đao Lợi. Đó, và tha khóa lên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới. Dục giới có sáu cõi trời. Cõi thứ nhất là Tứ Thiên Vương,
Tứ Thiên Vương. Thứ hai là Đao Lợi Thiên. Thứ ba là Dạ Ma Thiên. Thứ tư là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên. Thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó, đây là sáu cõi trời dục giới. Thứ nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai Đao Lợi Thiên, thứ ba Dạ Ma Thiên, thứ tư Đâu Xuất Thiên, hay còn gọi là Đâu Xuất Đà Thiên. Thứ năm là Hóa Lạc Thiên, và thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó. Cõi trời này thọ 500 năm. Cõi trời này 1.000 năm. Cõi này 2.000 năm. Cõi này 3.000 năm. Cõi này 4.000. Xin lỗi, cõi này là 1.000. Cõi này 2.000. Cõi này 3.000. Cõi này 4.000. Cõi này 5.000. Cõi này 6.000 năm. 6.000 năm. Như vậy tuần tự 1.000 năm thì cõi này ở dưới nhân gian là một ngày một đêm là bằng 50 năm. Cõi này là một ngày một đêm là bằng 100 năm. Đó. Cái này có sách thì nói nhầm, cái sách này thì hình 500. Cái này 500 năm, này 1.000, xin lỗi, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Đó. Cõi Tứ Thiên Vương là 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở nhân gian. Cõi Đao Lợi Thiên, tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian. Cõi Dạ Ma, 2.000 năm, một ngày một đêm bằng 200 năm. Cõi Đâu Xuất là cõi thứ tư, là thọ. Xin lỗi, cõi này là lên, cõi là 1.000, cõi này là lên 3.000 rồi. Cõi Dạ Ma lên 3.000, cõi này lên 4.000, cõi này lên 5.000. Lâu lâu không nhớ lại nó quên đấy, không ôn lại. Đó, cõi Dạ Ma là tăng thọ lên là 3.000 tuổi, mà tuổi thọ một ngày một đêm là bằng 300 tuổi. Cõi Đâu Xuất là tuổi thọ 4.000 tuổi, nó lên đến cõi thứ tư. Cõi này thì chỉ có 1.000 thôi, cõi này là vừa tăng lên hơn 1.000 so với cõi này nữa, thành là 3.000. Cõi này Đâu Xuất 4.000, cõi này Hóa Lạc 5.000, cõi này Tha Hóa Tự Tại 6.000. Đức Phật nói ở trong kinh, cõi này là hộ trì Phật Pháp này. Cõi Tứ Thiên Vương, cả bốn vị vua của bốn vị thiên vương ở Đông Tây Nam Bắc của núi Tu Di đều hộ trì Phật Pháp. Và đặc biệt là cõi thứ hai, vị vua cõi trời thứ hai này, cõi trời Đao Lợi Thiên này, là hộ trì Phật Pháp mạnh nhất. Cõi này sung sướng hưởng phúc báo cõi trời, cho nên rất ít người học Phật Pháp, cõi Dạ Ma này. Còn cõi thứ tư thì cái phúc báo và tuổi thọ nhiều hơn rất nhiều. Cõi này gọi là có cả chư thiên và các vị Bồ Tát, A-la-hán đồng cư. Và trong đó thì có một cái khu, có một khu gọi là nội viện. Thì các vị Bồ Tát, Bổ Sứ ở thế giới Sa Bà chúng ta thường đến cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất này, nội viện cung trời Đâu Xuất để chờ thành Phật. Trước khi Giáng sinh thì Bồ Tát Hộ Minh chúng ta cũng ở nội viện cung trời Đâu Xuất, chính là ở cung mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú bây giờ. Và hai ngài chính là hai vị đại Bồ Tát lớn, là hai vị đại đệ tử của Đức Phật Ca Diếp ở trong hiền kiếp về trước, tức là Đức Phật thứ ba ở trong hiền kiếp này, ở trong hiền kiếp trụ này. Thì Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật thứ tư thành Phật, và Đức Phật Di Lặc sẽ là Đức Phật thứ năm thành Phật ở trong hiền kiếp trụ thế giới Sa Bà này. Cho nên khi mà còn cõi Hóa Lạc này, cõi này thì tuổi thọ và phúc báo còn lớn hơn cả cõi Đâu Xuất, nhưng mà cũng ít người học Phật Pháp, vì cõi này thiên về gì, thích về vật chất và những cái dục lạc hưởng thụ hơn. Còn cõi này là cõi đặc biệt hơn cả. Cõi này là gì?
là nó đi ăn cướp, nó dùng cái thần lực của nó, vì là nó gì, cái tuổi thọ và phúc báo của nó quá lớn. Sau khi nó được sinh lên đây rồi, nó nghĩ rằng cái tuổi thọ của nó là 6.000 năm, nhưng một ngày một đêm của nó là bằng 600 năm ở nhân gian. Chúng ta nhân ra xem cái tuổi thọ là dài đấy gì. Nếu mà tính vào này thì lịch sử tiến hóa của đất nước Việt Nam chúng ta từ khi các đời vua Hùng đến nay mới có được mấy nghìn năm, khoảng mấy nghìn năm, chưa bằng một ngày một đêm của quái trời thứ sáu này, đúng không? Sự tiến hóa của từ khi có vị vua Hùng thứ nhất Lạc Long Quân Âu Cơ sinh ra, trăm bọc trăm trứng, trăm đứa con của truyền thuyết của dân tộc Việt Nam chúng ta, tính ra cái thời gian nó chưa bằng một ngày một đêm của quái trời thứ sáu này. Cho nên cái thọ lượng của họ dài như vậy, cái phúc báo lớn như thế, vì vậy á họ toàn dùng cái thần lực, tức là cái thần thông á, để họ gì lấy cái công đức của các cõi trời khác tu được, trong đó cả cõi nhân gian chúng ta nữa. Vì sao mà nói như thế? Cái ông vua này của cõi trời này, các vị biết là ai không? Đức Phật nói ở trong kinh không phải là ai khác ngoài cái này. Đấy, đây này. Thiên Ma Ba Tuần ở đâu? Chính là ông vua của quái trời thứ sáu này. Đó. Thế vì sao mà gọi là thiên ma? Vì cái ông vua này á, dùng gì? Dùng tất cả những dục vọng, những cái gì mà chúng sinh đó gì, nó tham lam, nó hướng tới, thì ông này gì? Ông này cai quản và dẫn chúng nó vào đó. Ví dụ như các quý vị bây giờ là người tu chẳng hạn, các vị là người tu đúng không? Đức Phật dạy chúng ta tu hành phải dùng chính tâm, chân tâm để mà hành đạo mà tu tập. Nhưng chúng ta tu chúng ta mong gì? Mong cầu có thần thông à, mong cầu có thần thông. Và chúng ta cứ lao vào ngày đêm chúng ta tu. Nhưng khi chúng ta tu thì gì? Cái anh chàng này, ông này à, cái ông này, nó cho gì? Nó cho binh lính nó đến gì? Nó cứ thế nó làm cho chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta ngon lành, chúng ta tu đúng pháp, và ngày đêm chúng ta ra công để trì chú, kể cả làm việc thiện, làm công đức, công quả vân vân đó. Nhưng được bao nhiêu công đức đấy, thì ông này nó hút sạch. À, cho nên mới gọi là gì? Tha hóa tự tại. Tha hóa, tha tức là chỉ cho người khác, hóa tức là công đức của người khác, tự tại tức là chỉ cho cái sự vui sướng hưởng thụ của các chúng chư thiên ở cõi trời này. Chuyên là lấy vào cái công đức của người khác, mượn công đức của người khác, ăn trộm công đức của người khác để làm công đức của mình. Tất nhiên ông ăn trộm là gì? Có một cách rất khéo léo của họ. Đó là gì? Do chúng ta không chính tâm, không trực tâm. Cho nên cái ông này là đối lập lại với gì? Với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thì luôn luôn giáo hóa cho gì? Các chúng sinh ở trong các cõi trời, cõi người là dùng chính tâm, trực tâm và chân tâm để tu hành thoát ly chúng khổ, vĩnh viễn ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng ông này, ông thấy là gì? Nếu mà nhiều người theo Thích Ca được giải thoát thì đương nhiên là gì, một người giải thoát đi thì ông mất đi gì, một người gì, một người đệ tử trung thành đã theo ông bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đời kiếp nay, và ông không còn lấy được công đức của người đó nữa. Cho nên ông phải tìm mọi cách là ông phá. Và khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chuẩn bị thành đạo, chính ông này là sai gì, sai các cô con gái của mình xuống để mồi chài vào, để nhử Đức Phật. Lúc thì nó hiện ra là gì, là hoàng là Gia Du Đà La, tức là vợ của thái tử trước khi chưa xuất gia đó. Lúc thì nó hiện là gì, là La Hầu La. Lúc thì nó hiện là Maha Ba Xà Ba Đề. Đấy, toàn cho gì các bà đến để dụ, bà là thôi chàng đi về đi, tu hành thì 11 năm nay rồi cũng có đắc đạo đâu, thôi đi về đi, về với vợ với con, về mà làm vua, về trị vì đất nước, gánh vác giang sơn vân vân. Nhưng Đức Phật lúc đó dùng cái chính tâm, và ngài quán xét rằng á, đường xá xa xôi dịu vợi, thân đàn bà con gái như Gia Du Đà La, trẻ con chân yếu tay mềm như La Hầu La, và người già như mẹ nuôi của ta là Ma Ba Xà Ba Đề không thể đến được đây. Và đây duy nhất chỉ có gì? Chỉ có ma. Và Đức Phật quán như vậy thì đương nhiên là gì? Cả bốn cô gái kia hóa hiện ra là Tịnh Phạn Vương, Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La và La Hầu La. Hiện lại nguyên hình là bốn cô gái. Với bốn cô gái thì hiện cái thân xác của người thân của
đại sĩ Tất Đạt Đa không lung lay được cái tâm hành đạo tu tập của ngài. Liền khi đó là gì, lại biến mất đi. Được một chốc sau lại mấy cô gái ăn mặc hở hang khiêu gợi, nhảy múa đàn ca múa hát để khơi lại cái dục vọng của đại sĩ Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa liền quán là thân thể ngài dùng cái phương pháp gì, quán bất tịnh được một chút thì đương nhiên mấy cô gái đó lại hóa thành những đống xương khô và hổ thẹn mà hóa thân bỏ chạy. Bây giờ đích thân Thiên Ma Ba Tuần sai các con của mình đi dụ dỗ Tất Đạt Đa không được, liền là Thiên Ma tự cầm binh đi để đến để gì, để giết Phật. Cho nên chúng ta thấy trong những cái bức tranh, chúng ta thấy có những cái bức tranh mà ác ma thì hiện bắn tên Thiên Ma gì, đầu tiên là cho gì, dùng binh lính của mình dùng tên để bắn vào. Bây giờ Đức Thế Tôn biết là Thiên Ma đã đến và ngài quán xét là gì, tất cả những cái mũi tên của ngài của Thiên Ma bắn vào á, cái lòng từ bi của Đức Phật chạm vào một cái thì liền biến thành gì, những bông hoa Mạn Đà La Hoa Ma, Mạn Đà La Hoa Mạn Thù Sa, Hoa Mạn Thù Sa, và rải lên cúng Đức Phật ngay chỗ ngồi của ngài. Đó, lòng từ bi biến gì, biến mũi tên ác độc của Thiên Ma thành thiên hoa để cúng dường ngài. Bây giờ không được, dùng mũi tên bắn không được, Thiên Ma liền để cho hóa phép làm một cái trận gọi là đại hồng thủy để mà cuốn lôi Thái tử Tất Đạt Đa xuống cái dòng sông và nhấn chìm ngài. Thì chúng ta biết trong cái thời gian đó thì lại có một cái vị gọi là gì, vị địa thần ở khu vực đó. Cái vị địa thần ở đó gọi là thần gì? Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già chính là thần gì ạ? Thần rắn. À, thần rắn. Cho nên chúng ta thấy Ấn Độ á, trong Phật giáo có thờ gì? Có thờ cả rắn. Nhưng con rắn này không có rắn bình thường, mà con rắn chúng ta thấy con rắn chính là thần rắn gì? Hổ mang chúa. Con hổ mang chúa mà chúng ta thấy cái đầu nó bành to ra á. À, thì khi Thiên Ma hóa phép làm một cái trận mưa, một trận đại hồng thủy để mà cuốn trôi cả khu vực mà Thái tử đang ngồi thiền, đại sĩ đang ngồi thiền đi, thì bây giờ là thần Ma Hầu La Già, tức là thần rắn đó, thì hiện thành một cái con rắn khổng lồ và quận tròn, dùng cái đuôi của mình, thân của mình quận tròn lại và nâng cái tòa ngồi của đại sĩ Tất Đạt Đa lên và lại bành che ra bởi cái mưa đó, là mưa rất độc. Nếu mà thấm vào nước mưa, mưa không trôi, mà nước mưa thấm đi thì cũng chết. Thấm đi cũng chết. Nước mưa thấm vào thì chúng ta gọi là gì, bị phải cảm mà chết á. Vì nước mưa rất độc, do Thiên Ma là hóa ra. Thì khi đó thần Ma Hầu La Già lấy hiện ra cái đầu con rắn đó, che bệnh hết ở trên, làm như một cái ô, cái tán đó, che cho Bồ Tát Đại Sĩ Tất Đạt Đa. Đó. Chúng ta thấy cái lòng từ bi của Bồ Tát cảm hóa được các vị thần gọi là thần Ma Hầu La Già. À, và sau khi mà cái trận chiến đó chưa xong, xong cái trận chiến mà làm mưa đó thì Thiên Ma thua. Khi đó là trực tiếp là đi đến để định giết Phật, định giết Phật. Nhưng mà khi vừa đến nơi một cái thì cái lòng từ bi của Đức Phật cảm hóa và Thiên Ma này liền là quay trở về. Nhưng trước khi quay trở về, ông ấy nói với Thích Ca của chúng ta khi đó là ông thành Phật thì ông phải gì, nhập Niết Bàn ngay. Ông không được đi du hóa độ sinh. Và Đức Phật đã im lặng nhưng không nhận lời. Đức Phật không nói cái gì cả. À, ngài không nói gì cả. Và sau khi thành Phật xong, sau khi mà vị Thiên Ma này nói với Phật như vậy, thấy Phật im lặng cứ tưởng là Đức Phật nhận lời là thành Phật, là ngài nhập Niết Bàn ngay. Vì Phật mà chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh thì rất có rất nhiều những người thoát khổ. Và nhiều người thoát khổ thì đương nhiên là nó mất đi cái đệ tử, mất đi con cháu rồi, mất đi những người làm công quả cho nó rồi, làm thuê cho nó rồi. Đó, cho nên bây giờ Đức Phật yên lặng nhận lời và sau đó Thiên Ma yên lặng không nhận lời. Nhưng Thiên Ma nghĩ rằng Đức Phật nhận lời và từ từ rút đi. Thì bây giờ Đức Phật tiếp tục ngồi vào quán chiếu và cho đến lúc sau mai mọc thì ngài chứng đắc viên thành Phật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Và sau khi thành Phật rồi thì chúng ta thấy là Đức Phật quán xét, thấy là giáo pháp của mình tu chứng. Ai đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết rằng ấy,
cái giáo pháp mà Đức Phật tu chứng ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Không có thể một ngoài bút nào, sách vở nào, một nhà văn học nào có thể diễn tả và viết hết được những cái sự tu chứng của Ngài. Và bây giờ Ngài nghĩ tới lời Thiên Ma nói khuyên Ngài là sau khi tu chứng ông phải nhập Niết Bàn. Rồi Ngài lại quan sát thấy chúng sinh ở trong thế giới này căng cường khó độ, ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này, chúng sinh khó giáo hóa lắm, và Ngài định nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca định nhập Niết Bàn ngay sau khi thành đạo. Rất may cho chúng ta, ai là người khải thành Đức Phật thuyết pháp? Lại là chính cái ông vua này, chính cái ông vua quái trời thứ hai này. Thấy là Đức Phật thành Phật rồi, vui mừng quá, nghĩ rằng thế gian chuẩn bị có gì, có một ngọn đuốc sáng để soi đường chỉ lối cho chúng sinh trong đêm dài tăm tối. Nhưng mà Ngài lại thấy là nóng lòng nóng ruột, ngồi trên tòa ngồi của mình tự nhiên hôm đấy thấy rất là bứt rứt, khó chịu, nóng bức. Và Ngài dùng thiên nhãn để quan sát thì thấy là gì? Đức Phật Thích Ca đã thành đạo nhưng mà Ngài đang khởi tâm muốn nhập Niết Bàn với lời thỉnh cầu của Diêm Ma, Thiên Ma trước khi là Ngài thành đạo. Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca cùng với một số đệ tử thân tín của mình đi xuống thế giới Sa Bà của chúng ta này và hóa thành những người lái buôn, những người thương buôn, và cầu thỉnh Đức Phật, cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên. Sau đó rồi á, cầu thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Cầu thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Và khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới nghĩ về á, quán xét về các Đức Phật thành đạo ở trước đây. Trong những cõi đời xấu xa ngũ trược như thế này thì các Ngài dùng pháp gì để độ chúng sinh? Bây giờ Ngài mới thấy rằng là gì? Phương tiện. Các pháp phương tiện. Phương tiện chính là gì? Chính là con đường mà các Đức Phật quá khứ đã dùng để độ chúng sinh. Bây giờ trong 21 ngày đầu Ngài ngồi chiêm nghiệm giáo pháp và thuyết Kinh Hoa Nghiêm, Ngài thấy rằng ở thế giới Sa Bà chúng ta có mắt như mù, có tai như điếc, không có ai biết cái gì cả. Vì chỉ có các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ và các vị quỷ thần có đại thần lực thì mới đến nghe Kinh Hoa Nghiêm được. Cho nên có một chúng sinh nào đi đến thuyết nghe Ngài thuyết pháp trong 21 ngày đầu đâu, không có. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm không có một vị ở quái nhân gian nào, con người nào đến thính Kinh Hoa Nghiêm cả. Toàn các vị Thiên Long Bát Bộ quỷ thần và Bồ Tát mười phương thôi. Cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn. Cộng với cái lời Thiên Ma thỉnh mời, thỉnh Ngài khi mà chưa thành đạo nữa. Nhưng mà khi quán xét thấy cái phương tiện, các Đức Phật dùng phương tiện, bây giờ Ngài mới thấy là gì? Ngài mới hoan hỷ nhận lời với Thiên Đế Thích, thì hiện thành gì? Một đám thầy trò thương buôn đó, cúng dường Đức Phật xong thỉnh Ngài thuyết pháp đó. Thì khi đó Đức Phật liền là nghĩ về các Đức Phật quá khứ, thì các Đức Phật quá khứ dùng phương tiện, và Ngài đã nhận lời Thiên Đế Thích là chuyển bánh xe pháp. Bây giờ Ngài mới quán xét xem ai là người được mình độ trước nhất, ai là mình được ngồi người độ trước nhất, thì chính là những người cư sĩ, những vị thương buôn kia là những vị cư sĩ đầu tiên quy với Phật nhé, chứ không phải 55 kiểu Trần Như đâu. Mà những vị cư sĩ này không phải là người bình thường, mà chính là vua của quái trời Đao Lợi đó. Thì hiện ra những vị thương buôn đó cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên. Chúng ta biết là cái thương buôn nào đi qua một cái cánh rừng sâu thẳm ở trong dãy núi Himalaya lúc đó bây giờ, đúng không? Nhưng tự nhiên có một đám thương buôn lục tục đi qua cúng dường Đức Phật và thỉnh Ngài chuyển bánh xe pháp. Nhưng thực tế đó là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca. Sau đó Đức Phật mới quán xét rằng người nào tiếp tục được Ngài độ cho. Ngài mới quán thấy là 50 em của ông gì? Ông Kiều Trần Như là những người đã tu hành khổ hạnh với mình 6 năm ở trong núi. Nhưng mà do thoái tâm Bồ Đề, khi mà Đức Phật chúng ta chưa thành đạo đó, Ngài còn là vị đại sĩ Bồ Tát đó, Ngài nhận sữa của cô gái chăn bò. Cho nên
năm anh em Kiều Trần Như là đồng tu của ngài, nghĩ rằng ngài ngài không còn phải là một bậc chân tu đạo hạnh nữa, cho nên bỏ ngài ra đi. Và bây giờ thái tử một mình là ngồi thiền và thành Phật dưới cội Bồ Đề. Thì khi đó ngài quán xét thấy rằng ai là người được ngài độ cho xuất gia trước tiên nhất thì đó chính là năm anh em Kiều Trần Như. Đấy là một lý do. Là gì lý do? Ở trong kinh Hiền Ngu Đức Phật nói là trải qua nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ Kiều Trần Như là một vị vua có tên là gì? Ca Lợi Vương. Và Đức Phật chúng ta khi đó là một vị Bồ Tát đại sĩ tu hành ẩn cư ở trong núi. Bây giờ Ca Lợi Vương cùng với đoán tỳ tùng của mình và các cung nữ là đi săn bắn. Khi đi săn vào rừng thì gặp một cái con nai vàng rất là đẹp, và cả vua Ca Lợi và đoán tỳ tùng của mình là lên ngựa và đuổi theo cái con nai đó vào sâu rừng. Thì các tùy tùng cung nữ thì đi theo thì không chạy theo được, không cưỡi ngựa được, chạy vào rừng được, thì phải ở lại ở ngoài bìa rừng á. Thì trong khi các bà các cô ở lại ngoài bìa rừng thì cứ đi lang thang vui chơi, cảnh đẹp quá, đi ở bìa rừng. Thế đến một gốc cây to thì thấy một vị tu sĩ đang ngồi thiền định ở dưới đấy, thân thể gầy guộc nhưng mà toát lên cái vẻ từ bi. Thì các vị cung nữ của vua Ca Lợi mới tiến lại là đỉnh lễ thưa hỏi, xin được nghe những giáo pháp của ngài tu tập. Và vị đại sĩ đó đã thuyết pháp cho các cung nữ nghe. Các cung nữ nghe thì thích quá, mải mê nghe quên cả gì, quên cả cái lối về. Đức vua sau khi săn bắn xong quay trở lại không thấy các cung nữ của mình đâu, mới tức tối đi tìm. Tìm tới thì tìm hoài được một tí thì thấy là các cung nữ của mình đang vây quanh một vị tu sĩ chăm chú nghe pháp. Và ông vua nổi giận, nghĩ rằng á, cái ông tu sĩ này đang mê hoặc các thê thiếp của thần thiếp của mình, cho nên liền tiến tới và tút kiếm ra chỉ vào mặt vị tu sĩ mà hỏi: ông có phải là tu sĩ không? Vị tu sĩ kia từ tốn bảo đáp là: thưa bệ hạ, có, tôi chính là một vị tu sĩ. Rồi lời qua tiếng lại hỏi qua đáp lại nữa, thì vị vua nói rằng á, ông là một tu sĩ, tại sao lại mê hoặc thần thiếp, thê thiếp của tôi, thê tử của tôi? Thế vị vua im lặng không nói gì. Thì các cung nữ khi đó thì sợ quá, cung nữ thì sợ vua lắm, đâu có dám nói gì. Hai bên hỏi qua hỏi lại một chút, thì cái vị tu sĩ kia nói về đạo đức, nói về nhân quả, nói về sự tu hành, nhưng do cái lòng sân hận và cái sự hiểu lầm ở trong tâm trí của ông vua Ca Lợi kia, vì vậy mà ông tức giận và ông đã tuốt kiếm ra, ông ấy chặt đứt hai cánh tay của vị tu sĩ, rồi chặt đứt hai cánh chân của vị tu sĩ, xẻo cái tai của hai tai của vị tu sĩ, cắt cái mũi của vị tu sĩ. Và khi đó vị hỏi vị tu sĩ rằng: bây giờ còn cái đầu ông nữa, tôi cắt tại sao mà ông tu thế nào mà tôi cắt tai, cắt chân, cắt tay và cắt mũi của ông mà ông không kêu ca? Thì khi đó hai vị trả lời hỏi như vậy, vị tu sĩ lại trả lời lại và nói rằng ấy, cái lòng từ bi của tôi á, và cái sự nhẫn nại của tôi á, là hoàn toàn đã thành tựu. Sân hận, cái sự lòng sân hận của tôi không còn một chút nào nữa, cho nên đối với ông tôi không sân, vì tôi không sân hận cho nên á, ông có cắt thì tôi cũng vẫn như vậy thôi. Và cho dù thế nào đi chăng nữa, sau khi tôi thành tựu được đạo quả thì ông sẽ là người, tôi phát nguyện sẽ là người độ ông trước nhất. Vì phát nguyện như thế cho nên ông vua mới nói là gì, lấy cái gì để làm bằng chứng là ông không hận tôi? Vì tu sĩ kia bảo rằng nếu mà thực sự trong lòng tôi không khởi một chút cái sân tâm hận tâm với ông, và tôi sẽ nguyện là gì, là cho tất cả cơ thể của tôi, chân tay, mũi tai của tôi mà ông cắt đó thì lại điện hoàn lại như cũ. Vừa phát nguyện xong như vậy thì toàn bộ chân tay và tai mắt mũi của ông ấy, tu sĩ đã hoàn lại như cũ. Và ông nguyện rằng sau này sẽ độ cho ông, sau khi tôi tu thành đạo sẽ độ cho ông trước nhất. Nhân cái lời hứa đó, cho nên sau khi thành Phật, Đức Phật độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như xuất gia đầu tiên. Và ông Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi, bốn anh em đi theo chính là bốn vị đại thần của vua Ca Lợi lúc bấy giờ. Đó, nhân duyên đi theo nhau như vậy. Và bây giờ sau khi thành đạo, đến năm sau năm thứ 12,
Có sách thì nói là sau 7 năm, có chỗ thì nói rằng sau năm thứ 12. Nhưng có chỗ ấy, thì nói rằng ấy, là sau khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật mới thuyết Kinh Địa Tạng. Đó. Nhưng mà tôi nghĩ theo cái thuyết thứ hai, đó là sau 12 năm Đức Phật thuyết Kinh Địa Tạng thì đúng hơn. Vì cái Ấn Độ ngày xưa là họ không có ghi chép về cái sử sách, là họ không ghi chép. Mà cho đến tận cái thời nhà Đường, ngày Trần Huyền Trang sang Ấn Độ mà họ vẫn chưa có ghi chép về sử sách. Đó. Mà ngày Trần Huyền Trang chính là người ghi lại cái sử sách cho Ấn Độ đấy. Ấn Độ ngày xưa không có nặng nề về sử sách đâu, không có hay ghi chép về lịch sử. Đó cho nên á, bây giờ duyên khởi nói kinh. Vì sao mà Đức Phật Thích Ca nói kinh? Bây giờ tôi đưa ra ba cái thuyết mà có các nhà học giả họ nói là sau 7 năm thì thành đạo, thì Đức Phật mới là về đi lên hoàng cung thuyết pháp cho độ cho thân mẫu. Có thuyết thì nói rằng sau 12 năm. Nhưng có thuyết như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là sau khi thuyết Kinh Pháp Hoa và trước khi thuyết Kinh Niết Bàn, Đức Phật nói Kinh Bản Nguyện Bồ Tát trên cung trời Đạo Lợi. Nhưng tôi nghĩ rằng á, cái thuyết mà sau 12 năm thì hợp lý hơn. Đây là chúng ta học mà, chúng ta học thì chúng ta có thể suy luận được trong ba cái thuyết. Thuyết thứ nhất là sau 7 năm. Sau 7 năm ấy thì cái thuyết đó nói là sau 7 năm thì Ngài về độ cho Hoàng Tộc Cơ và độ cho A Nan và độ cho La Hầu La xuất gia cơ. À. Còn cái thuyết sau 12 năm nó có một cái thời gian ở trong luật tạng. Ở trong luật nói rằng á, trong luật tạng có giảng rằng á, sau 12 năm, tức là sau 12 năm bước sang năm thứ 13 đó, thì có một cái năm đó Đức Thế Tôn nghỉ không đi an cư với chúng tăng. À, duy nhất có một lần 49 năm trời, duy nhất có một lần Đức Thích Ca Mâu Ni không đi an cư kiết hạ. Và Ngài gì? Ngài vào trong núi Kê Túc, vào trong núi gì? Núi Linh Sơn, núi Linh Thiếu đó. Và thiền định một mình. Ngài đi một mình, không cho một vị đệ tử nào đi theo. Vì trong luật ấy, thì duyên khởi trong luật thì nói rằng năm đó thì chúng tăng là có cái chánh sự. Chánh sự tức là gì? Cái nhóm lục quần tỳ khiêu. Với nhóm lục quần tỳ khiêu ni là đứng lên gọi là nổi loạn đó, ở trong chúng á, nói nôm na chúng ta dễ hiểu. Có nghĩa là bất tuân Phật chế đó. Đứng lại cãi lại Đức Phật đó. Cãi lại Đức Phật và cãi lại sư phụ của mình á. Và cãi lại các vị đại đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, vân vân đó. Cho nên á, Đức Phật dàn xếp không được. Chúng ta thấy Đức Phật đứng lên dàn xếp cũng không được, cái nhóm lục quần tỳ khiêu nó ghê lắm. À, nhóm đó là do ai? Do Đề Bà Đạt Đa cầm đầu. À, và do Thiện Tinh Tỳ Khiêu cầm đầu. Toàn là cái người ở trong thân thiết trong gia tộc của hoàng gia của Đức Phật xuất gia cả. Đề Bà Đạt Đa thì là em con ông gì? Con ông chú. Thiện Tinh thì cũng là một vị thái tử thuộc dòng dõi Thích Ca. À, đấy cho nên đó, không thể nào mà bảo được. Không thể nào mà bảo được. Vì vậy mà Đức Phật chúng ta cái năm thứ 13 đó Ngài mới gì? Vào trong núi Linh Thiếu và thiền định một mình, không cho đệ tử nào đi theo. Và 3 tháng an cư đó Đức Phật dùng toàn bộ thời gian để gì? Để thiền định. Mà trong cái lúc thiền định đó tôi nghĩ rằng là gì? Đức Phật lên cung trời Đạo Lợi thuyết pháp là chuẩn nhất. 3 tháng an cư. Vì ở trong kinh này, Địa Tạng này chúng ta thấy là gì? Đức Phật thuyết Kinh Địa Tạng cũng thời gian bao nhiêu? 3 tháng. Đó. Đây là các học giả. Đây gọi là học giả. Thì chúng ta phải suy luận logic ở trên cái mặt logic học. Và chúng ta sẽ đoán được. Nếu 12 năm, 7 năm đầu ấy thì chưa. Mà nói là sau 49 năm ấy, sau 48 năm Đức Phật mới thuyết kinh này. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đó. Thì tôi nghĩ là căn cứ vào cái đó cũng chưa xác đáng lắm. Vì sao? Vì nếu mà như vậy thì sẽ có các đệ tử đi theo. Nhưng trong Kinh Địa Tạng chúng ta thấy có đệ tử nào đi theo không? Cái phần mà chúng thành tựu đó thường không có một đệ tử xuất gia nào của Ngài cả. Xá Lợi Phất không này, Mục Kiền Liên không. Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tại sao mà không đi theo Phật được? Tại sao không có mặt ở trên Pháp Hội Cung Trời Đau Lợi?
Không có. Và Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, một cái liên thần thông đệ nhất này không có. A Nan, thậm chí là A Nan là thị giả của mình nữa, cũng không có. Đó. Đức Phật đi đâu phải có thị giả mà. Thế tại sao lúc đó trên cung trời Đao Lợi nếu không có các vị Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên như phải có A Nan chứ? Phải có La Hầu La chứ? Các vị đó là đệ tử của Phật tại không có. Những vị mà luôn luôn theo sân chân ngài mà không có. Đây, bây giờ căn cứ vào cái bộ luật tạng thì sau năm thứ 12 sang năm thứ 13 trong chúng tăng có chánh sự và Đức Thế Tôn nói rằng năm đó ngài nghỉ không đi ăn cư kiết hạ duy nhất một lần trong đời, và ngài vào nhập thiền định ở trong núi Linh Thiếu. Và cái nhập thiền định đây chúng ta mới biết rằng người ngồi thiền, ngày xưa các quý vị không biết chứ tôi đã từng ngồi thiền rồi. Cái lúc ngồi thiền thì cái thần thức của tâm của chúng ta định á, thì cái thần thức của chúng ta có thể xuất ra khỏi tấm thân này đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn đến. Đó. Ngày xưa khi chúng tôi học ngồi thiền, chúng tôi cũng đã thử rồi, mà rất may là còn trở về được toàn vẹn, không có lại thành đơ đơ thì chết. Đó. May ngày đó là tu tập thì mình cũng tinh tiến, cho nên đi được rồi vẫn về được. Thì khi đó chúng ta biết là muốn đến đâu. Ví dụ muốn về thăm mẹ, ngồi thiền quán tưởng về mẹ một chút, thế là mẹ hiện ra đang làm cái gì thì chúng ta thấy hết. Muốn học một cái gì đó, chúng ta nghĩ đi, ví dụ là muốn học một cái bộ kinh nào đó, quán tưởng một chút thì tâm mình mà an định thì bộ kinh đó hiển hiện lên trước mặt mình. Muốn hiểu được đoạn nào trong kinh thì tự nhiên chúng ta hiểu được. Đó là gì? Trạng thái của thiền định. Đạt được những cái đó. Cho nên đối với Đức Phật khi mà ngồi thiền trong núi Linh Thiếu và dùng cái thần lực của mình á, thân thể của ngài vẫn ngồi đấy, nhưng thực tế ngài thì đang thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Đó là một, chúng ta thấy đó là một cái một cái thuyết có thể là hợp lý hơn. Đó là sau 12 năm thì tôi nghĩ hợp lý hơn. Đây là phải căn cứ vào luật thì chúng ta mới đưa ra được cái này. Có nghĩa là chúng ta phải học rộng nghe nhiều thì mới đưa ra được cái này. Đó. Thế cho nên á, ở đây cái duyên khởi á, thì theo cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì nói rằng á, ai là người thuyết kinh về duyên khởi, ai là người thỉnh Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng á, chính cũng là gì, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Ngài có tên là Kiều, họ Kiều, tên là Thi Ca. Kiều Thi Ca tức là tiếng Phạm. Tiếng Phạm phiên âm ra tiếng Trung Quốc, dịch nghĩa là tiếng Trung Quốc, và tiếng Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó thì Ngài Tuyên Hóa nói rằng, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng á, chính Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca vua quái trời Đao Lợi thỉnh Đức Phật lên đó để thuyết pháp. Và cũng có thuyết nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 48 năm thuyết pháp độ sinh đó, trước khi nhập Niết Bàn, ngày trước khi Ngài thuyết kinh Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Địa Tạng, Ngài nhận lời thỉnh mời của vua cha, tức là vua cha tức là ai? Tịnh Phạn Vương. Ngài nghe lời vua cha là thỉnh mời là bà con nên nghĩ tới mẹ của con để gì, xem bây giờ mẹ của con đang ở nơi nào và nên đến đó để độ cho mẹ con. Thì nếu mà nói như thế thì không có căn cứ. Vì sao? Vì khi là Đức Phật Thích Ca chúng ta sinh ra là hoàng, là đức vua đã gì, đã gần 60 tuổi rồi. Hoàng hậu Ma Gia thì trên 40. Còn Đức Vua Tịnh Phạn đã hơn 50, gần 60. Và cộng với bao nhiêu năm của Đức Phật lúc đó đấy? 79 năm. 79 năm Đức Phật nữa với lại 50 năm, 50 mấy năm nữa thành bao nhiêu năm? 80 cộng 50 hơn 100 rồi đúng không? 130 tuổi thọ của Tịnh Phạn Vương. Chưa đến 100 tuổi. Thì như vậy cái thuyết mà nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng sau khi thuyết kinh Pháp Hoa và trước thuyết kinh Niết Bàn, tức là năm khoảng ngày 79 tuổi, 78, 79 tuổi, thì cái thuyết đó
xét vào nói rằng cái thân phụ của ngài thỉnh ngài thuyết pháp để độ cho mẹ ở trên cung trời Đao Lợi, thì thuyết đó có thể bị gì? Chúng ta có thể loại ra được. Đó. Đấy, cái cách học, cách nghiên cứu là chúng ta có thể suy nghĩ và loại ra từng cái phương án đúng, phương án sai. Chúng ta logic lấy những cái kiến thức tổng hợp lại, có thể là loại ra. Cho nên cái mà duyên khởi, tôi nghĩ rằng đầu tiên là do chánh sự của chư Tăng. Sau năm thứ 12, năm thứ 13, chư Tăng xảy ra chuyện Đề Bà Đạt Đa với nhóm Lục Quần Tỳ Khiêu bảo không được đó, và Tỳ Khiêu Ni Lục Quần đó, và Thiện Tinh bảo không được. Cho nên Đức Phật vào núi nhập thiền, nhập định. Trong khi ngày nhập định, thì chúng ta suy nghĩ là gì? Khi ngày nhập định thì thường là được gì ạ? Thiên đế thường là đi lên đi xuống để cúng giảng, để thỉnh pháp. Và trong cái lần thỉnh pháp đó, Thiên đế Thích Kiều Thích Ca thỉnh Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và nhân đó Đức Thế Tôn thấy là ừ, cũng hợp lý. Vì gì? Thân mẫu của ta đã mấy chục năm nay, kể từ khi ta sinh ra phải 30 năm, 40 năm, hơn 40 năm, đúng không? Hơn 40 năm nay ta chưa một lần gặp lại mẹ. Và đây cũng là một cơ hội, một cái nhân duyên để cho gì? Ta gặp lại mẹ của ta ở trên cung trời Đao Lợi. Và ngài đã gì? Nhận lời Thiên đế Thích Kiều Thích Ca. Cho nên thuyết nói là Thiên đế Thích Kiều Thích Ca thỉnh Phật lên cung trời để thuyết pháp tại nội viện cung trời Đao Lợi. Nội viện cung trời Đao Lợi á, gọi là gì? Có một cái thành gọi là Hỷ Kiến Thành. À, Hỷ Kiến Thành. Trong tất cả cái chu vi của cái thành này á, toàn bộ cái cung trời Đao Lợi gọi là 80 vạn do tuần. Thì cái thành Hỷ Kiến này á là 60 vạn do tuần. Trong thành Hỷ Kiến này có một cái nội điện gọi là điện gì ạ? Là Diệu Pháp Đường. Đó. Diệu Pháp Đường. Diệu Pháp Đường tức là gì? Tức là cái nhà Hỷ Kiến Thành, tức là sao? Bắt đầu ai đến vào trong cái thành này, cung trời Đao Lợi thì nó to rộng lắm. Có 33 cõi tất cả. Thì 33 có 4 cõi Đông Tây Nam Bắc, thì mỗi bên là có 8 nước nhỏ. Phía Đông có 8 nước, Tây 8 nước, Nam 8 nước và Bắc 8 nước. 48 là 32 nước nhỏ, hay là 33 cõi nhỏ. Và cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cõi gì? Ở giữa trung tâm của đỉnh núi Tu Di. Còn 33 cõi đó là ở 32 cõi đó là ở 4 bên Đông Tây Nam Bắc của núi Tu Di, cộng lại thành 33 cõi trời. Cho nên cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi gì? Cõi Tam Thập Tam Thiên. À, tức là 33 cõi. Tam Thập Tam Thiên tức là 33 cõi trời. Thì trong cái khoảng không gian bao la rộng lớn 80 vạn do tuần đó, thì có một cái thành ở giữa trung tâm gọi là Hỷ Kiến Thành, là 60 vạn do tuần. Bất cứ ai đi qua vào tới đây thì đều vui vẻ, nhìn thấy. Hỷ tức là vui vẻ, kiến là nhìn thấy, thành tức là cái thành trì của nơi mà vòng trong của cung trời Đao Lợi, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cư trú. Vì sao trên đó có thành? Các vị biết là trên trời cõi trời làm gì mà còn phải xây thành? Cõi trời có chiến tranh không? Có chiến tranh. Các quý vị ạ, các quý vị đừng nghĩ là sinh lên trời là không có chiến tranh. Có chiến tranh. Vì sao có chiến tranh? Vì chiến tranh với cõi gì ạ? Cõi Atula. Lại thế. Cho nên Đức Phật nói là sinh lên trời vẫn chưa phúc báo đó, thỏa mạng đó, nhưng mà vẫn chưa yên, vì còn có đánh nhau. Vì Atula. Đây tôi vẽ một cái biểu đồ sơ sơ cho chúng ta thấy. À, đây là quái người này. Đây ví dụ như Đông Thắng Thần Châu này. Quái người này. Quái người này. À, đây, Atula ở vào khoảng tầm này. Atula này, đây là Tứ Thiên Vương này.
Đây, Đào Lợi Thiên này. Đó, quái người của chúng ta thì bên này là quái người của chúng ta gọi là quái đông, à, quái nam Thiên Bổ Châu ở phía nam của núi Tu Di. Tất cả cái hệ thiên hà, tức là trái đất, mặt trời và mặt trăng và các vì sao quay chung quanh ở một cái giải thiên hà của chúng ta đều ở cái khu vực này của đây của núi Tu Di. Núi Tu Di hay còn gọi là gì? Tu Di Sơn Vương. Tu Di Sơn Vương. Vì sao gọi là Tu Di Sơn Vương? Vì núi này là núi gì? Lớn nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cõi mà khóa độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên gọi là Tu Di Sơn Vương. Vì sao gọi là Tu Di? Vì cái núi này á, là một núi báu. Núi này là một núi báu. Núi Tu Di này thì khác lại, đối lại với cái núi gì? Cái núi ở mà có địa ngục đó lại khác. Núi có địa ngục là núi gì? Hiền Thiết Vi, đúng rồi. Núi Thiết Vi, núi Thiết Vi á, là bé hơn núi này, nhưng nó cũng gì? Nó Thiết Vi có hình nhọn, à, núi Thiết Vi có hình nhọn. Núi Thiết Vi còn gọi là Đại Thiết Vi. À, núi Thiết Vi còn gọi là núi Đại Thiết Vi. Thì trong núi này á, không có một chút ánh sáng nào. Núi này không có một chút ánh sáng nào lọt ra bên ngoài cả. Cả một cái núi bao to đùng, nó không biết bằng lớn bằng hàng bao nhiêu cái trăm nghìn cái quả đất của chúng ta mà kể được. Nhưng mà nó lại là một màu đen, không có một chút ánh sáng lọt ra ngoài. Và tất cả các địa ngục ở trong đều ở trong này hết. Và cái địa ngục chịu tội khổ sâu nhất đó là gì? Địa ngục gì ạ? A Tỳ. A Tỳ hay còn gọi là Vô Gián. Đó, đây là cái địa ngục sâu nhất. Thì ở dưới này, còn tất cả cái trên này là những cái địa ngục, các địa ngục nhỏ. Tất cả ở trong cái núi Đại Thiết Vi này. Đối lại với Đại Thiết Vi, núi Tu Di luôn luôn có quang minh, có công đức, có các cây báu, có tượng vương. Các loài tượng vương như, và các loài chim bạch, chim khổng tước, bạch hạc vân vân, nói ở trong kinh đó, đều sinh sống ở chỗ này. Đó, đều sinh sống ở chỗ này. Đấy, ở sinh sống ở cái núi này. Thì Atula, cõi này thì đặc biệt là gì? Con gái rất là đẹp, nhưng con trai á thì rất là xấu, nóng nảy, cục tính, nhưng có võ thuật, có sức khỏe phi thường, một địch muôn người. Cõi này á thì lại có rượu ngon, à, cõi Tứ Thiên Vương là có một loại rượu và thức ăn ngon vô cùng, khiến cho các Atula Vương, tức là các vị Atula và quân lính Atula dưới này chỉ thích là thức ăn của cõi này thôi. Nhưng cõi này á thì là con gái của cõi này, cái phúc báo nó lại cực kỳ là đẹp đẽ, cầm kỳ thi họa, nết na thùy mị, yểu điệu thục nữ, cái gì cũng có ở cái quái Atula này, phúc báo con gái. Cho nên là mấy ông quái trời Tứ Thiên Vương cứ thỉnh thoảng lại xuống gì, lại tán con gái và bắt lấy con gái người ta về. Mấy ông Atula Vương là tức quá mới gì, đem quân đánh lên đây có cái gì đâu. Đấy, cũng vì gì chứ gì mà đánh, vì cái gì? Vì một chữ gì? Chữ tình mà thôi, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy sinh lên trời, sinh làm thần vẫn bị một chữ gì? Chữ tình mà thôi. Đó, cho nên Đức Phật mới nói rằng á, trong kinh Pháp Hoa nói là ba cõi không yên giống như nhà lửa ở chỗ đó. Thì ba cõi tức là cõi dục giới của chúng ta gồm có 6 cõi trời lúc nãy thầy nói đó, với cõi trời sắc giới thì có 18 cõi, vô sắc giới thì có gì? Có 4 cõi. Đó, các cõi trời đó cao nhất của là cõi trời vô sắc giới, đó là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, là cõi mà các vị tu hành chứng được tam thánh quả A-na-hàm thường sinh lên đó và thọ gì? 80 vạn đại kiếp. Sau hết 80 vạn đại kiếp và các ngài liền chứng thánh quả La-hán và nhập Niết Bàn ở đó. Nếu các ngài không hành Bồ Tát Đạo, không dùng các hóa thân để xuống nhân gian độ chúng sinh nhá, thì các ngài nhập Niết Bàn tại cõi Tịnh Cư Thiên
tại cái cung tình cư thiên, tức là quái thứ ba của cung trời, quái trời vô sắc giới đó, hoặc rằng á sinh lên quái trời phi tưởng xứ đó. Mà chúng ta biết là thầy của Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới xuất gia đó là ai? Chính là ngài Uất Đầu Lam Phất, là người đạt được cái định phi tưởng xứ định, và dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa tu theo cái định đó để sinh lên quái trời gì, quái trời cao nhất, hưởng phúc báo 80 vạn đại kiếp đó. Và khi đó Đức Thái tử Tất Đạt Đa đã tu được cái định đó rồi thì hỏi Uất Đầu Lam Phất rằng: sư phụ còn có cái gì để, còn có pháp nào để tu và để dạy nữa không? Uất Đầu Lam Phất mà lắc đầu: ta chỉ có vừa tu được đến đó và dạy cho ngươi thôi. Người này muốn biết hơn cái định đó thì ngươi phải gì? Phải tự tìm lấy. Và theo ta nghĩ rằng ở trên thế gian này, tất cả các bậc tu hành bây giờ chỉ đạt được cái định như ta là cao nhất, không còn ai vượt cái định phi tưởng xứ đó nữa. Tức là trong các quái trời gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì quái trời vô sắc giới đó cao nhất là quái phi tưởng xứ định. Đó, đạt được cái định đó thì sẽ được sinh lên đó. Và Thái tử Tất Đạt Đa thấy chưa thỏa mãn, cho nên lại lễ lạy Uất Đầu Lam Phất và tiếp tục đi học đạo. Đi học thì chả còn ông thầy nào hơn nữa cả, cho nên ngài vào trong rừng để gì? Ngồi thiền định một mình 6 năm trời khổ hạnh trong đó. Đấy, đấy là nhân duyên để ngài thành Phật đó. Cho nên ở đây nói về cái duyên khởi, nói lại duyên khởi của kinh Địa Tạng, chúng ta mới thấy là gì? Thuyết mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, trong sau năm thứ 12 của Đức Phật vừa thành đạo đó, Đức Phật vào núi Linh Thiếu thiền định một mình, và đặc biệt không cho ai đi theo, kể cả đệ tử thị giả là ngài An An cũng gì cũng không được đi theo. Đây là cho nên kinh Địa Tạng này bắt đầu vào ngày mai ngày kia vào văn kinh, chúng ta mới thấy là gì? Các vị gọi là chúng thành tựu ở trong kinh này tuyệt nhiên không có một đệ tử nào xuất gia đi theo ngài cả, toàn là chúng chư thiên và quỷ thần hết, và các vị Bồ Tát ở các phương khác, các vị Phật ở các phương khác hết. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên cách học Phật là cũng là một cái gì? Nghiên cứu. Ngày xưa chúng tôi đi học, vì sao mà chúng tôi phát hiện ra nhiều những cái như thế này? Vì ngày xưa tôi đi học, tôi rất là hay tranh luận với các thầy giáo. Thầy giáo nào mà giảng ở trên mà tôi thấy mà không hợp với kinh một cái là tôi giơ tay tôi phát biểu ngay. Và tôi rất mong là ở trong này, đại chúng trong này tôi giảng cái gì mà thấy không hợp với kinh, luận các vị cũng giơ tay phát biểu luôn, thế nó mới sướng. Một mình tôi nói thì nó không hay. Ngày xưa tôi là cứ hay tranh luận cho nhiều thầy giáo là ghét tôi lắm. Có một ông giáo sư ở ngoài đời, ông đã trên 70 tuổi, giáo sư nhưng ông vẫn đi dạy thêm, trên 70 tuổi rồi. Ông đã đi dạy các trường đại học lớn nhất của Việt Nam. Đến ông dạy, ông nói về tôn giáo, ông làm một cái câu mà tôi nghĩ tôi không thể chịu được. Các sư thì ở trong lớp thì ai cũng bức xúc, nhưng không ai dám đứng lên phản biện ông giáo sư. Tôi giơ tay tôi đứng lên tôi làm cho một loạt. Thế là gần như cả buổi học đó, cả thầy và trò cùng đối với nhau, đối đáp với nhau trong cái vấn đề tôn giáo đó, và gần hết buổi học. Và ông nhất định ông nói là ông không sai. Và tôi cũng nói là gì? Tôi nhất định tôi cũng gì cũng không sai. Ngày xưa học sinh tôi cũng ghê lắm. Thế cho nên hai bên cùng nói không sai. Nhưng mà xong mấy hôm sau, đến cái buổi giảng của thầy ấy, vị giáo sư đấy, và vị ấy gặp riêng tôi, vị ấy nói rằng xin lỗi thầy, hôm trước tôi đã nhầm. Về tra lại từ điển thì qua đúng mình đó mình. Cái đó ông ấy nói mình tra từ điển, mình học từ điển, mình vừa học qua được mấy hôm thì đương nhiên là ở trong đầu của mình, ở trong từ điển là đúng chứ. Nếu mà ở thế gian thì họ lấy từ điển để mà làm thước đo của trí tuệ, của lịch sử thì lại dùng từ điển. Mình dẫn chứng từ điển thì ông chịu rồi, nhưng ông vẫn cứ cãi. Thì mình bảo về thôi, về thầy cứ, giáo sư cứ xem trong cái từ điển thì họ sẽ nói về lịch sử chỗ đây như thế như thế. Thế là hóa ra ông xem lại, ông thấy là ông sai. Đó. Rồi còn một hòa thượng ở Hải Phòng nữa, tôi không nói tên. Hòa thượng giảng kinh Viên Giác. Hòa thượng giảng kinh Viên Giác và hòa thượng nói rằng là Phật tính có sự sinh diệt, có sự biến đổi. Tôi đứng lên tôi giơ tay tôi phát biểu, bạch hòa thượng giảng sai. Hòa thượng bảo cái thằng này láo, tại sao mày bảo tôi giảng sai? Bảo bạch hòa thượng, con đọc thì tất cả các kinh luận Đức Phật nói là Phật tính là gì?
là như như, bất sinh, bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Mà Hòa Thượng giảng là Phật tính có sự biến đổi, từ một chúng sinh thành Phật, đó là sự biến đổi của Phật tính. Thế tôi bảo là vậy, thì đã thành Phật rồi, có sự biến đổi từ chúng sinh thành Phật, thì khi thành Phật rồi, thì nếu mà phiền não, từ ông Phật đó lại trở thành chúng sinh hay sao? Hòa Thượng bảo không. Thế bảo không thì tại sao Hòa Thượng nói là Phật tính có sự biến đổi, có sự chuyển biến? Con đọc ở tất cả trong kinh sách, con chịu khó đọc sách mà. Mà quả thực tôi là ông mọt sách. Nói về đọc sách thì phải nói là cái lớp trẻ như chúng tôi thì phải nói là tôi là một trong những người đọc sách nhiều nhất. Cái lúc đang đi học 8 năm trời, lúc nào cũng đầu gối trên đầu giường lúc nào cũng phải có 3 đến 5 quyển sách. Ngủ gần như đêm nào cũng ôm sách mà ngủ. Tôi ham mê đọc sách như thế. Thậm chí là Thượng tọa Tiến Đạt đó, còn bảo rằng á, ông mà đọc như thế là ông bị tẩu hỏa nhập ma đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, mình tự biết là tiên lượng được cái khả năng của mình. Đọc mà mình không bị vướng, đọc mà mình biết chất lọc, biết thanh lọc cái gì dùng cho dùng mình dùng được, và cái gì mình chưa đến lúc dùng, và cái gì mình không thể dùng được. Đó. Quan trọng là ở cái chỗ biết chất lọc, là cái tinh túy, tinh hoa ở trong Phật học, trong Phật điển, trong Tam Tạng. Kinh Luận Luận thì rất rộng, đọc kinh nào cũng thấy hay, học luận nào cũng thấy thấy xâm sâu, học luật nào thì cũng thấy là sợ sệt, là phải giữ gìn, nếu không giữ được thì vi phạm. Nhưng mà nếu chúng ta biết chắt lọc cái tinh túy ở trong Tam Tạng thì đọc nhiều càng mở rộng kiến thức cho chúng ta đó. Thế cho nên á, chúng tôi ngày xưa là tôi học là học sinh á, phải nói là tôi là một cái anh chàng học sinh là hay cãi lại thầy giáo nhiều nhất, hay đưa ra câu hỏi nhiều nhất trong lớp. Chính là vì cái kiến thức mình đọc ở trong sách nhiều, mà thấy cụ nào mà giảng mà không đúng với sách mình đọc một cái là mình đứng lên mình bổ ngay. Chứ ngày xưa tuổi trẻ nó là háo thắng, gọi là tuổi trẻ háo thắng, cho nên là thấy cái gì cũng muốn phần thắng là về mình. Mặc dù là Hòa Thượng mình cũng muốn thắng luôn, không, mặc dù là thầy giáo của mình muốn thắng luôn. Đó là tính háo thắng của tuổi trẻ. Đấy cũng là một cái tật xấu của tôi ngày xưa. Tất nhiên bây giờ thì dần dần nó cũng được kiềm chế rất nhiều và được thay đổi rất nhiều. Đó là cho nên là nói duyên khởi, trở lại kinh Địa Tạng, nói duyên khởi của kinh Địa Tạng. Đức Phật nói, thì qua những cái suy luận của tôi lúc nãy chúng ta thấy, ở vào cái thuyết sau 12 năm, do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Ngài trong cái khi Ngài thiền định 3 tháng ở trong núi Linh Thiếu đó. Với một người thường thì thấy là gì? Đức Phật đang ngồi thiền trong núi Linh Thiếu. Nhưng mà với chư thiên và các vị Bồ Tát và chư Phật thì và các vị thần linh có phúc thì không phải là Ngài ngồi trong núi Linh Thiếu, mà Ngài đang gì ạ? Đang thuyết pháp hội họp ở trên cung trời Đao Lợi. Chúng ta thấy có lý không? Có thần thoại không? Người chưa học Phật, chưa tu hành thì đấy là một câu chuyện thần thoại. Mà người học Phật mà tu hành mà chưa có sự thực hành đến nơi đến chốn về giáo pháp của Đức Phật thì cũng cho đó là một chuyện gì ạ? Gọi là khuyến thiện. Họ cho bộ kinh Địa Tạng là một bộ kinh gì ạ? Khuyến thiện. Một bộ kinh là dạy về các việc thiện, phương tiện, dùng phương tiện dạy các việc thiện cho nhân gian mà thôi. Chứ làm gì có chuyện Phật đi lên thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Sở dĩ mà tôi có cái niềm tin thâm sâu vào kinh Đại Thừa, đó là chính vì 4 năm tôi học thiền. Và trong cái khi ngồi thiền đó, cũng có lúc tôi khởi cái tâm là gì? Mong cầu thần thông. Tôi cũng có lúc là tôi muốn gì? Muốn dùng thiền định để đi cảnh giới này nọ để tham quan. Cho nên trong cái lúc đó mình đã dùng được cái năng lượng đó. Vì vậy sau này mà học kinh Đại Thừa của Phật, tôi không có một chút nghi ngờ nào cả. Rồi á, 5 năm chuyên trì Pháp Hoa, 5 năm chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa, mỗi một ngày ít nhất phải được 2 thời kinh Pháp Hoa. Và đã có những cái sự cảm ứng là không thể nghĩ bàn được. Tôi đọc tụng kinh Pháp Hoa cái khi đó, có những lúc mà gì, cái ngôi chùa mà tôi trụ trì ở dưới Yên Sở,
Khi tôi đọc, tôi bắt đầu vào tụng kinh Pháp Hoa thì toàn bộ ngôi chùa ở trong cái khu tôi lên đọc kinh là có một mình tôi mà đóng hết cửa lại. Trong chùa sáng rực không cần phải đèn nến gì cả. Bắt đầu vào tụng kinh Pháp Hoa, cảm được cái đó, tự mình nhìn thấy chữ, nhìn thấy nghĩa để mà đọc tụng rồi. Cho nên những cái đó mình, ngày đó tôi cũng hơi ngạo mạn một chút, nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả. À, nghĩ rằng mình chứng đắc thánh quả. Mà thậm chí là gì? Cảm được chư thiên rải hoa thơm ngát hàng gì? 3 tháng không thôi. Đi đâu cũng có hương thơm ngào ngạt. Kể cả những người chung quanh của tôi cũng cảm nhận được cái mùi hương đó. Một cái mùi hương đặc biệt, không có một cái hương nào ở thế gian có thể so sánh và diễn tả được với cái mùi hương mà mình cảm nhận được ngày đó. Và nghĩ rằng gì? Mình chứng đắc thánh quả, ít nhất cũng phải A-la-hán trở lên, chứ chưa nói là Bồ-Tát. Đó, trong tâm mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng may là ngày đó tôi không nói với ai. May không nói với ai. Và tôi phát nguyện là gì? Tôi cả đời này, kiếp này tôi sẽ phát nguyện chỉ đọc tụng kinh Pháp Hoa và truyền kinh Pháp Hoa và ngồi thiền thôi. Nhưng mà sau này năm 2006 khi học xong, dần dần bắt đầu về làm công việc Phật sự nhiều, thì tự nhiên là những cái cảm của mình trước đây á, nó dần dần nó cũng biến mất đi. Làm Phật sự nhiều quá, cái sự tu hành, công năng tu hành nó giảm đi, thì cái sự cảm ứng nó cũng kém đi. Cho nên ngày xưa ma quỷ điên dại khùng khùng, bị ma làm đến, tôi chỉ tụng biến kinh Phổ Môn là khỏi ngay. 100 ca thì khỏi 99 ca. Chỉ biến kinh Phổ Môn duy nhất là khỏi. Tụng một lần là khỏi, chả cần phải đến lần thứ hai. Vì ngày xưa chuyên trì kinh Pháp Hoa, nhưng sau này đi làm Phật sự nhiều, cái thời gian hành trì giảm đi rất nhiều, gần như có lúc là không có. Cho nên những cái sự cảm ứng của mình dần dần nó cũng biến mất đi. Và như vậy để biết rằng đấy không phải là của mình thực chứng, mà do gì? Do có công đức tu hành và chư Phật Bồ Tát chư Thiên gia hộ, mình mới cảm được cái đó, chứ chưa phải là mình thực chứng được. Và sau này khi mà chuyên sâu về tịnh độ, học tịnh độ nữa, thì những cái đó mình lại bỏ hết, vì cảm thấy là gì? Chưa phải là của mình thực chứng được. Tất cả chỉ là giả cảnh, do một chút công năng tu hành và do một chút căn lành ở đời trước mà mình có sự cảm nhận như thế, cho nên liền là liền thôi. Ngày xưa tôi cũng suýt nữa điên ở trong nhà thất rồi đấy. Vì cái tội là gì? Xuất thần đi ra ngoài, cuối cùng là không biết đường về. Có một lần không biết đường về, nhưng mà rất may là khi đó là nhớ đến chú Đại Bi và nhất tâm trì chú Đại Bi, thì liền là gì? Thấy được đường về. Mà biết được đường về không có là gì? Hôm đấy mà không về được thì đương nhiên là cái tấm thân ba hồn chín vía thì chỉ còn gì? Còn một hồn, còn có hai ba vía thì đương nhiên thành ngơ ngơ rồi. Người ta gọi là đơ đơ rồi, gọi là gì? Tẩu hỏa nhập ma đấy. Ra khỏi mà không về được hết, đó chính là đơ đơ tẩu hỏa nhập ma đó. Cho nên người ta bảo tu thiền là phải có thầy dạy là như thế. Nhưng mà từ ngày đó là bằng cái lúc đó xong rồi, tôi chịu khó nghiên cứu và lấy cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là người thầy, coi như là người thầy của mình, và bám chặt vào đó, học thuộc lòng với các cách trị ma đó. Ngày xưa tôi học thuộc lòng các cách trị ma. Trong 12 giờ ngồi thiền hay là tụng kinh, con ma nào đến liền đuổi được ngay. Ví dụ giờ Tí thì con gì đến, con tinh mị nào đến, giờ Sửu, giờ Dần Mão, Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ. Trong 12 giờ đó thì mỗi giờ có 3 loại tinh mị hợp với 3 con thú đó đi đến để phá chúng ta. Mình xem cái giờ đó là giờ gì thì liền kêu tên của con vật đó, đuổi nó đi, thế là nó chạy hết. Đó, biết kiểu thì là rất đơn giản, biết cách trị ma đuổi nó thì ma đi rất đơn giản. Sẽ còn có nhiều cách nữa. Có những cách có thể mình trì chú đại 21 ngày đêm, trì chú Đại Bi vào một cái gương, xong rồi treo cái gương đó lên đằng sau mình thì không có một con ma con quỷ nào dám phá vào phá được mình cả. Đó, và cứ thỉnh thoảng lại khoảng độ một nửa năm hoặc một năm á, thì lại trì 21 ngày đêm vào cái gương đó, lại treo lên đằng sau mình như thế. Thế là tất cả các ma quỷ đi qua đều hiện hình ở trong đó và nó sợ, nó chạy hết. Đó cũng là một phương pháp trị ma. À, hay có những vị ngày xưa mà ẩn cư ở trong rừng á, các ngài gì dùng cái chàng hạt á,
dùng cái tràng hạt và trì chú niệm Phật nhiều vào đó, và các ngài treo ra trước cái cửa hang động đá thì không có một con ma con quỷ nào có thể vào phá được các ngài. Thậm chí là sài lang, hổ lang, sài báo, rắn rết, bọ cạp vân vân đó cũng đều lánh xa nơi của các ngài. Mà có ở với các ngài đi chăng nữa thì là bạn với nhau thì không có hại các ngài. Đấy là những cái cách mà các tổ ngày xưa dạy là để tu tập, khi nhất tâm tu tập một mình phải có phương tiện và phải có các kiến thức cơ bản để đuổi ma trừ tà, để cho cái sự tu tập của chúng ta được đảm bảo an toàn đó. Đó chứ không phải đơn giản, không phải đơn giản. Cho nên đây là về phần gì, phần duyên khởi của kinh thì có ba cái thuyết nói lên là Đức Phật thuyết kinh vào thời gian nào, cái duyên khởi như vậy. Thì bây giờ qua một cái hồi giải thích như vậy thì chúng ta thiên về phương án nào? Sau 12 năm hơn là sau 48 năm và hơn là sau 7 năm, đúng không? Vì sao lại còn nói như thế? Vì trong một bài kệ mà Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư phân định giáo pháp của Đức Phật nói là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Thì Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật trong tất cả 40 năm thuyết giáo của Đức Phật thì được chia thành gì ạ? Thành năm thời, gọi là ngũ thời phán giáo. Thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, được Đức Phật nói trong vòng 21 ngày. Thời thứ nhất là Hoa Nghiêm. Tam thất nhật, tam thất tức là 3 tuần. Một thất là 7 ngày, tam thất là 37 21, tức là 21 ngày. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày khi mới ngồi thiền chứng thành Phật quả đó, ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ đề. Nhưng mà thực tế ngài đang thuyết kinh Hoa Nghiêm. Ở thế gian không ai biết gì cả. Duy nhất có chư Phật và Bồ Tát, mười phương, chư thiên long, bát bộ, quỷ thần biết, có thần lực, có công đức, có thiên nhãn, có thần thông mới biết là Đức Phật đang thuyết kinh và vân tập về thế giới này để thuyết pháp. Và Đức Phật Thích Ca dùng thần lực để di chuyển toàn bộ chúng sinh và cõi đất ở thế giới chúng ta đi thế giới khác. Nhưng mà vì thần lực của Đức Phật cho nên chúng ta không ai biết được là Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển chúng ta đến thế giới hải khác. Và chúng ta cứ nghĩ là mình vẫn đang sống ngoan lành, thấy cái gì trái đất gọi là lục chủng chấn động. Theo lúc khinh Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm là lục chủng chấn động, tức là trái đất hơi bị rung rinh, chuyển động. Và chúng ta sẽ nghĩ là gì, một chấn động rất nhỏ. Nhưng thực tế đó là gì? Một cái nhân duyên đặc biệt hy hữu Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Đây cái này thì chúng ta phải là người thiền định, phải là người có công đức tu trì, chúng ta mới cảm nhận được cái lời dạy của Đức Phật bằng cái sự lấy tâm mà cảm. Chứ còn lấy trí mà phân biệt thì chúng ta thấy làm gì có chuyện đưa hết chúng sinh ở thế giới Sa Bà này đi thế giới khác, hão huyền. Nhưng mà thực tế, nếu mà chúng ta là một hành giả tu tập thật sự, chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Thứ hai, A Hàm thập nhị. Thập nhị tức là 12 năm. Thứ ba là phương đẳng. Phương đẳng bát. Bát tức là gì? 8 năm. A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Nhị thập nhị niên bát nhã đàn. Bát nhã. Bát nhã nhị thập nhị niên tức là gì? 22 năm. Đức Phật thuyết kinh bát nhã 22 năm. Bát nhã pháp hoa niết bàn. Pháp hoa cộng với kinh niết bàn đó. Pháp hoa niết bàn cộng gì? Bát niên tức là 8 năm. Bây giờ chúng ta cộng xem. 21 ngày nói rồi. 12 năm đúng không? Cộng với 8 năm là bao nhiêu? 12 cộng 8 bao nhiêu năm?
Hả? 20 năm cộng với 22 năm thành bao nhiêu? 40 mấy? 42 cộng với 8 năm pháp hoa niết bàn nữa là 50 năm. Cho nên bảo là 49 năm thuyết pháp. Nhưng mà chúng ta thường là gì? 49, 50 thì nói về âm lịch và dương lịch thì nó xề xòa với nhau. Đấy, nói là gì? Ví dụ bây giờ tôi năm nay chẳng hạn, nếu mà tính cho tuổi dương tôi mới có bao nhiêu? 40 tuổi, tôi sinh năm 75, đúng không? Nhưng mà tính cho tuổi âm của chúng ta, năm nay tôi đã là 41 rồi. Đó, cho nên ở đây cái cách tính thì có nơi thì bảo 50 năm thuyết pháp, nhưng có nơi bảo 49 năm. Nhưng mà theo bài kệ này thì là thành bao nhiêu năm? 50 năm thuyết pháp. Tính năm thì thành là gì? Nếu mà tính năm thì là 50, nhưng mà tính tháng thì mới có 49 thôi. Cho nên đấy mới gọi là cách tính của âm lịch và dương lịch. Nó cũng có dương lịch, họ lại tính nó sát vào, cứ đến tháng đó anh mới tính. Nhưng còn âm lịch thì chúng ta tính theo năm. Vì sao tôi âm lịch lại tính thêm một tuổi nữa? Vì là gì ạ? 9 tháng ở trong bụng mẹ cộng thêm cái đó nữa cho thành gì? Thành gọi là tuổi âm lịch, tăng thêm một tuổi nữa. Có cái gì đâu, thêm một năm ở trong bụng mẹ. Đó, rất đơn giản, cách tính của người xưa chúng ta đơn giản. Cho nên còn bên ở bên châu Âu á, lịch của châu Âu á, tức là lịch của phương Tây á, họ tính là bắt đi khi lọt lòng họ mới gì, khai sinh họ mới tính. Cho nên tôi mới 40 tuổi. Còn Việt Nam chúng ta tính theo kiểu âm lịch thì cộng thêm một năm cho nó trong bụng mẹ nữa mà, từ khi nhập thai mà. Cho nên tính theo bên chúng ta là bên tâm linh âm, cho nên á cho nó một năm ở trong bụng mẹ nữa, thành 41 cái gì đó, đơn giản quá. Đó, cho nên ở đây A Hàm trong 12 năm này Đức Phật thuyết về 4 bộ A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Còn bên Phật giáo Nguyên Thủy họ gọi là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và gọi là Tạp. Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ và bên này là nó tương đương với cái bộ là Tạp A Hàm á, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Bên kia là Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Bộ là tương đương với Tạp A Hàm. Cái gì nhỉ? Hơi lâu lâu quên, vì nào về cha thăm từ điển, cái đấy là thuộc về kinh với tiểu thừa bên Nguyên Thủy Phật giáo. Cho nên chúng tôi không học cái đấy, chỉ nghiên cứu qua thôi. Còn học là ngày xưa học là học 4 bộ A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Đấy là trong 8 năm đó là Đức Phật thuyết kinh. Bên này 4 bộ kinh này thì tương đương với bộ Tăng Chi Bộ, à tương ưng bộ kinh. Đấy, may quá, chưa già đúng không? À, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh và gì? Này nói gì nhỉ? Hả? Tương ưng bộ. Đó, đây là 4 bộ kinh này thì tương đương với bên Phật giáo Đại Thừa hay còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta đó, cũng là gì? Là Trung Bộ, gọi là kinh Trung, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Nhất A Hàm và bên này là Tạp A Hàm. Tạp A Hàm thì tương ứng với tương ứng bộ của bên Phật giáo Nguyên Thủy. Đó, đấy nói thêm rộng thêm chúng ta được biết. Vì vậy trong 12 năm đầu Đức Phật thuyết kinh này, Phương Đẳng, tức là tính từ năm thứ 13 cho đến gì 8 năm Đức Phật thuyết kinh Phương Đẳng, tức là thì chuyển tiểu thì ạ, tuyển chuyển từ tiểu thừa cho đến lên gì lên đại thừa, chuyển từ tiểu thừa lên đại thừa. Và kinh Địa Tạng này thuộc về gì ạ? Thuộc về kinh Đại Thừa. Cho nên Đức Phật thuyết vào trong khoảng thời gian mà Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, Ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài có cái trí tuệ biện tài vô ngại, giảng dạy kinh luận của
Đức Phật Thích Ca ở tại Đông Thổ, tức là Trung Quốc đó, Xiển Dương Tông Phong giáo pháp của Đức Phật rạng rỡ ở ở Chân Đán, tức là Trung Hoa đó. Đó cho nên Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư còn gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài chính là người đưa ra phán giáo, gọi là ngũ thời phán giáo này, tức là năm thời phán giáo. Đức Phật thuyết giáo cả một đời của Ngài như thế này đây. Thì trong cái phương đẳng bắt đầu từ năm thứ 13 trở đi, cho nên kinh Địa Tạng này đó, từ đây nếu mà đọc rộng chúng ta thấy từ đây kinh Địa Tạng được Đức Phật duyên khởi thuyết trong vòng từ năm khoảng năm thứ 13. Căn cứ vào luật tạng thì năm mà tăng chư tăng khởi ra chánh sự đối với nhóm lục quần tỳ kheo ni đó. Đó. Đấy là về phần duyên khởi đã xong, sang phần thứ hai. Có hiểu được không? Các vị có hiểu được không? Ngồi một chỗ giảng hay là đứng giảng ghi như thế này? Ngồi một chỗ thì nó hay buồn ngủ lắm. Tôi giảng là tôi cứ phải thích đi lại thì mới được. Ngồi một chỗ cũng được, nhưng ngồi một chỗ thì chúng ta không phải ghi chép. Mà không phải ghi chép á, thì nói thì nghe xong một cái là sướng tai, xong một cái quên ngay. Ghi lên một chút thì về chúng ta còn nhớ được. Thứ hai, phần hai lớn là phần gì? Phân loại tạng thừa. Đây là về phần nghiên cứu trước khi là học bộ kinh. Thì thường thường là gì? Phải nghiên cứu về phần để cho chúng ta có cái cơ sở đã. Đây là về dạy cho tăng ni mà. Phật tử thì chúng ta gọi là dự thính. Phân loại tạng thừa. Phân loại tạng thừa. Tạng thừa phân loại tức là chia ra thành từng loại đó. Tạng là gì? Là chỉ cho giáo pháp, chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Thừa, chữ thừa ở trong chữ Hán đó, nó là gì? Đọc là thặng. Chữ Hán, nguyên âm chữ Hán là đọc là chữ thặng, đại thặng. Cho nên là những cái người dịch kinh Phật ở ngoài đời họ không biết, họ dịch là gì? Đại thặng kinh. Chữ Bát Nhã thì ở trong chữ Hán đó, phiên âm ở từ điển nó là chữ ban. Chữ ban, chữ nhã nó là vốn là chữ nhược. À, cho nên ở ngoài đời họ phiên đây phiên âm ấy, hiền thấy các nhà dịch phim á, mà họ dịch bằng chữ Trung Quốc á, họ dịch là gì? Ban nhược ba la mật. À, chứ không phải bát nhã ba la mật, mà họ dịch là ban nhược. Chúng ta bảo họ dịch sai, nhưng không phải, vì là bát từ điển họ dịch là gì? Hai chữ đó rõ ràng là đọc là ban nhược. Nhưng chỉ có Phật giáo chúng ta mới đọc là gì? Đọc là bát nhã. Có nghĩa là gì? Nghĩa là trí tuệ. Bát nhã có nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà ở trong kia chữ Hán thì nói chữ ban nhược. À, chứ đây chữ thặng. Chữ thặng nghĩa đó là gì? Trong từ điển chữ Hán nó là gì? Là cô xe. À, chữ thặng có nghĩa là cô xe. Nhưng Phật giáo chúng ta đọc chạy đi là gì? Chữ thừa. Chữ thừa. Thừa có nghĩa là cố xe. À, cố xe. Cố xe ở đây là chỉ cho gì? Nói nguyên âm là cố xe, nhưng nói về nghĩa là gì? Là chỉ cho thứ lớp. Cố xe thì có cố xe gì ạ? Cố xe trong kinh Đức Phật Pháp Hoa nói là có xe gì? Xe. Đầu tiên là xe gì? Xe gì nhỉ? Có ai đọc chưa? Xe thứ nhất là xe gì ạ? Ai giơ tay phát biểu xem nào? Phật tử đọc kinh chưa? Kinh Pháp Hoa chưa? Tôi biết ở đây có người đọc kinh Pháp Hoa rồi. Chắc chắn có người đọc kinh Pháp Hoa mà trong đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Chí Quảng rồi. Nhớ có ba cô xe gì nhỉ? Xe con gì ở trong rừng có cái sừng đẹp đẹp ấy nhỉ? Hả? Xe hươu. Thứ hai là gì? Xe dê. Thứ ba là xe trâu. Xe con trâu á. Thì xe này là xe gì? Là nhỏ hơn. Mà nhỏ thì lại chở được gì? Ít người. Xe này thì cỡi chung chung, chở được khá hơn. Và cái xe gì? Xe này là xe trâu. Xe trâu thì ngày xưa họ tính bằng hay đi đâu? Đi bằng xe kéo mà.
xe trâu thì con xe to, xe to thì sẽ chở được, đương nhiên là chở được nhiều người. Cho nên ở đây ví cho giáo pháp của Đức Phật, à, đây là gì? Xe nhỏ này gọi là xe của loại gì? Của hàng tiểu thừa Thanh Văn. Thanh Văn, xe của hàng này gọi là xe của Bích Chi. Còn xe của các vị gọi là xe của Bồ Tát và Phật đó. Đấy, thì đây là ba cỗ xe này để tượng trưng cho gì? Tam thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, hay còn gọi là Phật. Đó, ba cỗ xe này tương ưng với ba gì? Ba cái nhân địa tu hành ở trong Phật pháp, đó là nhân tu theo Thanh Văn thì chứng quả tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhân tu theo xe dê, tức là 12 pháp nhân duyên thì chứng quả gì ạ? Duyên giác. Hoặc là quả độc giác. Độc giác tức là ở trong cái thời mạt pháp không còn giáo pháp của Đức Phật ở đời nữa, vì đó hiểu được xử lý vô thường, đi vào trong rừng sông núi thẳm ở một mình để tu hành, hoặc rằng vẫn còn giáo pháp của Đức Phật ở đời nhưng vì đó do chán sự sinh tử và chúng sinh khổ não ở thế gian, nó tham lam sân si quá cho nên không muốn gần gũi chúng nó nữa, vào trong rừng tu một mình, ở trong rừng đói ăn rau rừng, khát uống nước suối và chứng quán xét 12 nhân duyên của Đức Phật, chứng được cái quả vị và nhập niết bàn luôn. Đó là chứng được quả vị gì ạ? Độc giác. Còn nghe 12 nhân duyên cũng độ sinh nhưng mà không tha thiết lắm thì hạng đó gọi là gì? Gọi là duyên giác, hay còn gọi là gì? Chung là Bích Chi Phật. Đó, nói về thánh quả để chúng ta hiểu. Còn các hàng Bồ Tát đây có nhiều lắm các quý vị ạ. Có 52 quả vị thụ chứng của Bồ Tát cơ. À, có gì? Có 10 quả vị của, tự nhiên đang ở lại quên, chắc nó chưa đến bài giảng hay sao ấy, nó chưa đến đoạn thôi, tạm thời dừng lại cái đó. Tạm thời dừng lại cái đó, cho nên đây đang nói về tạng thừa. Tạng thừa ở đây thì có, đầu tiên là có gì ạ? Thứ nhất, từ dưới lên, nhân thừa. Thứ hai, lên bên trên, thiên thừa. Lên tiếp, thanh văn thừa. Lên tiếp là duyên giác thừa. Bồ Tát, hay còn gọi là gì? Phật thừa. Chúng ta thường hay nghe ở trong nhà Phật đó, có gọi là gì? Có ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo. Phật giáo có ngũ thừa. Ngũ thừa Phật giáo tức là gì? Đi từ dưới lên tức là gì? Là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa. Đó. Nhân thừa thì lấy gì? Lấy pháp gì làm căn bản? Nhân thừa thì lấy về Phật pháp thì gọi là lấy tam quy. Cộng gì? Ngũ giới. Tam quy cộng ngũ giới. Cộng gì? Bát quan trai giới. Bát quan trai giới và các pháp tu hành ở thế gian, đó là hiếu hạnh, vân vân.
Đó, nhân thừa về Phật pháp thì nhân tu của nó là gì? Là tam quy, là ngũ giới, là bát quan trai giới và các hành về hiếu đạo ở thế gian chúng ta. Đó, đấy gọi là nhân của tu của gì ạ? Nhân thừa. Thiên thừa thêm gì? Nhân thiên thừa thì từ những cái này phát triển lên. Thiên thừa phải tu tất cả những cái này, nền tảng trên tất cả này là nền tảng rồi nhá. Cộng thêm gì ạ? Thập thiện. Thập thiện. Đó, cộng thêm thập thiện nữa. Thập thiện gồm những gì? Ai giơ tay xung phong phát biểu xem nào. Giác bảo xem nào, thập thiện là gồm những gì? Nói to mọi người cùng nghe. Thập thiện là gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, thuộc về nhiều về thân, thuộc về khẩu, có không lưỡng thiện, không ác khẩu, không vọng ngôn, không ỷ ngữ. Về vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiện, ác khẩu, phải đọc là nó phải tuần tự từ 1 cho đến 4. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiện, ác khẩu. Thôi đúng rồi, cho một chàng pháo tay cho đỡ buồn ngủ. Thập thiện tức là có 10. Thập thiện, thập tức là 10, thiện tức là 10 điều lành. 10 điều lành về thân thì có gì? Lúc nãy chúng ta nghe rồi, thân thì có 3 việc. Đó là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Vì thập thiện pháp này là Đức Phật dành cho Phật tử gì ạ? Đối tượng là gì? Chư thiên. Chư thiên và nhân dân, người dân ở thế gian chúng ta có thể hành pháp thập thiện để gì? Được cầu được sinh thiên. Đúng không? Thì như vậy, Phật tử tại gia thì có vợ có chồng không? Có. Có vợ có chồng thì Đức Phật gì không cấm hẳn về dâm dục, mà Đức Phật chỉ cấm về tà hạnh thôi. Có nghĩa ngoài vợ chồng mà hành dâm làm những cái chuyện sai trái với đạo lý vợ chồng ở thế gian đó thì gọi là tà dâm, tà hạnh, thì đó là phạm vào một trong 10 điều giới cấm về thập thiện để sinh quái trời. Cho nên việc thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, gọi là sát đạo dâm, thuộc về gì? Về thân nghiệp, nghiệp về thân. Sát sinh có phải dùng thân để cắt không, giết không? Dùng tay đúng không, dùng chân đúng không? Đó, trộm cắp thì cũng dùng tay dùng chân đúng không, để lấy đúng không, hoặc dùng miệng để cặp để lấy của họ đúng không? Và dâm thì cũng do gì? Do thuộc về thân mà ra, cho nên gọi là thân tam. Thứ hai là khẩu tứ. Khẩu tứ thì có gì ạ? Vọng ngôn. Khẩu tứ thứ đầu là vọng ngôn. Thứ hai, ỷ ngữ. Thứ ba, lưỡng thiệt. Thứ tư là ác khẩu. Đó, thế nào là vọng ngôn? Vọng ngôn là từ nguyên phiên âm của tiếng gì ạ? Chữ Hán. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, nói sai sự thật, cho nên gọi là gì? Gọi là vọng ngôn. Ỷ ngữ. Ỷ ngữ cũng là phiên âm của tiếng Hán. Dịch cho tiếng Việt của chúng ta là thế nào? Hiền. Có nghĩa là nói lời thêu dệt. Thêu dệt tức là họ chỉ có một phần, nhưng mà nói gì vì ghét họ cho nên nói gì? Nói là nhiều phần vào để cho gì? Cho nhiều người ghét họ. Đó gọi là thêm mắm, thêm muối vào, để thêm gia vị vào cho nó gì? Cho nó quan trọng cái sự việc đó lên. Thậm chí sự việc đó nó rất là đơn giản, nhưng mà vì chúng ta ghét cái người đó cho nên là chúng ta đi, chúng ta nói cho nó to lên, bu lu ba loa lên, cho nó thành một cái sự kiện lớn, sự kiện trọng đại, để cho mọi người đều ghét họ. Đó gọi là ý ngữ. Còn lưỡng thiệt, tiếp tục hành. Lưỡng thiệt là gì? Hả? Nói lời chia rẽ. Nữa, còn hơi tối nghĩa.
Giải thích tiếp thế nào? Sao? Nói lời chê rẽ. Chia rẽ. Có thể như gì ạ? Ly gián. Các cụ ngày xưa chúng ta hay thường nói một câu rất là dễ hiểu, nói gì ạ? Nói đâm bị thóc, nói chọc bị ngạo. Đó, đấy là chính là nói gì? Dịch cái nghĩa là nói lưỡng thiệt đó, tức là nói đâm bị thóc, nói chọc bị ngạo. Các cụ hiểu thế nào là đâm bị thóc, chọc bị ngạo hơn là các bác trẻ trẻ này, đúng không? Đây tôi lấy cái ví dụ ngày xưa là hòa thượng pháp chủ ngày giảng chúng tôi, ngày lấy một cái ví dụ, ngày bảo là đây, đây là một cái tải, tải trong này thóc này, đây là cái tải gạo này. Những người có thể cái câu này người ta dịch là như thế từ ngày xưa. Những người đi làm nghề đi thương buôn á, họ ấy thử có cái xào nữa, họ muốn thử cái gạo ở trong này là gạo tốt hay không á, họ không phải cởi ra họ xem. Vì nếu cởi ra xem thì cái tải gạo bên trên, nếu người mà làm xấu thì họ sẽ gì, cho cái gạo tốt lên trên và gạo xấu lên dưới. Nhưng mà họ lấy một cái gì, một cái ống nứa nhỏ nhỏ, họ vắt nhọn để họ chọc vào cái tải gạo sâu vào trong, một cái họ lấy ra thì họ biết được gạo ở trong đó tốt hay xấu, biết được hết cả. Đó. Thì họ thường từ, hòa thượng nói từ, có thể từ một cái chỗ đó như thế để biết được cái sự gian dối của người ta, của cái người bên kia đó. Cho nên dân gian của chúng ta mới có thể lấy một cái ví dụ là nói đâm bị thóc, tức là lúc thì đâm vào bị bên này, lúc đâm bị bên kia. Muốn thử thóc thử gạo thì đâm nó vào xem để lấy ra những cái hạt giống tốt hay là xấu thì biết được ngay. Thì cho nên các cụ mới ngày xưa chúng ta mới cái câu này thì thường miền Bắc hay dịch thôi. Các hòa thượng miền Nam nói câu đâm bị thóc chọc bị gạo các cụ không biết cái mô tê gì đâu. Nhưng các hòa thượng miền Bắc chúng ta là thường hay lấy cái ví dụ giải thích cái nói lưỡng thiệt này là lời nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, hay là nói lưỡi gì, nói lưỡi đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều. Cái này dịch cho tiếng Việt còn có thể là nói lưỡi đôi chiều, nói lời chia rẽ, nói lời ly gián, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, vân vân. Còn cái nói thế này gì, ác khẩu, tức là nói những lời thề bồi độc ác, chửi mắng cay độc, khiến cho bên kia tức tối mà chết. Đấy. Giống như lần trước tôi đọc thấy một cái tờ báo mà có một cái đứa con trai của ông ở trong miền trong, tức là miền Nam ấy. Có thằng con trai duy nhất, nó suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng học hành gì, tụ tập với đám bạn là đầu bò đầu biếu chơi bời. Thì một cái hôm là sinh nhật của cái cậu con trai này, thì nó rủ bạn đến để ăn sinh nhật tại nhà. Nhưng mà sinh nhật thì thực tế có gì đâu, bạn bè nó cũng tích cóp lại với nhau, nó được vài đồng, nó mua mấy két bia về, nó ngồi uống nhậu nhẹt với nhau. Ông bố thấy ngứa mắt quá mới bắt đầu vào và chửi. Nó đi chơi cả ngày nay, ngày sinh nhật nó về nó nhậu nhẹt mà chẳng thèm nói mình câu, chửi một trận lên thân và chửi vuốt mặt và cái đám bạn của nó. Thế ông bố chửi mạnh quá mới đứng dậy ra về. Và ông bố trong khi chửi nói rằng á, mày cái thằng ấy sống là vô tích sự như thế, mày thà chết đi còn hơn, tao không muốn thấy mặt mày nữa, vân vân này nọ, chửi nó rất là đau. Và nó tức quá, bạn bè nó về hết, nó tức quá. Chẳng nhẽ mà nó đánh bố nó cũng chưa đến nỗi là bất hiếu đến nỗi thế. Nó chỉ mải chơi bời thôi, không chịu làm việc thôi, chứ nó chưa đến nỗi là cãi lại bố nó và đánh lại bố nó. Nhưng cho nên nó tức quá không biết làm nào. Thế nên đi vào phòng nó đóng cửa lại. Bố cứ tưởng là con vào đóng cửa vào lúc buổi chiều. Tối ngủ không thấy nó dậy ăn cơm, cứ tưởng là vẫn đang ngủ. Sáng dậy không thấy dậy ăn sáng. Trưa dậy không thấy ăn trưa. Vẫn thấy cửa đóng. Thế chiều lại gõ cửa mãi không thấy đâu. Cho người gọi đến phá cửa ra, nó treo cổ chết từ lúc nào không biết. Đó. Đấy, tôi đọc thấy cái tờ trên báo nói về câu chuyện đó năm ngoái, nói về câu chuyện là năm ngoái. Đó, như thế cho nên gọi là gì? Cái lời ác khẩu đó khiến cho gì? Cho người ta đau đớn. Khiến cho người ta phải đau đớn, đau hơn là đánh. Đau hơn là chặt người ta, cắt người ta từng, chặt người ta từng ngón tay, chặt người ta từng cánh tay, chặt người ta từng cái chân. Mà khiến cho người ta gì? Phải chết. Chặt một cánh tay có thể chỉ mất một cánh tay thôi, đúng không? Đi bệnh viện có thể lại, hoặc là bó thuốc có thể là một vài tuần, một vài tháng lại khỏi được. Nhưng mà gì, chửi nó đau quá thì nó thắt cổ nó chết. Đó, cho nên đây gọi là nói lời gì? Độc ác, gọi là khẩu tứ. Còn ý, ý tam, tức là gì ạ? Không
tham, không sân và không si. Không tham, không sân, không si, tức là về ý. Các quý vị biết là để tu được 10 điều này để lên trời á, dễ không các quý vị? Có dễ không? Các cụ? Thế muốn lên trời, lên trời thì làm bằng cách nào? Học kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy là gì? Lòng từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật, uy lực và lòng từ bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi tới đây trong kinh sẽ nói, hôm qua tôi nói gì? Chỉ cần đọc tụng một ngày một đêm thôi được một gì ạ? 100 lần sinh lên cõi trời đạo lợi. Để chúng ta tu gì? Chúng ta tu 10 điều thiền này theo như cái Đức Phật nói ở đây là nói về trong giới luật. Trong giới luật Đức Phật nói là nhân tu mà muốn lên cõi trời đạo lợi phải hành được 10 việc thiện này. Nào, hành 10 điều thiện. Bây giờ nói với các quý vị, xin lỗi tôi cũng chưa hành được 10 điều thiện. Tôi nói thật đấy, tôi còn tham không? Có lúc tôi còn tham bỏ sự thế này. Tham gì? Tham xây chùa. Vì sao phải xây chùa? Vì muốn độ chúng sinh nhiều, cho nên là gì? Là phải có gì? Có ngôi chùa khang trang đàng hoàng, cho nên vẫn còn tham. Vì còn tham cho nên là lắm khi tôi vẫn còn khổ. Đi tu rồi thỉnh thoảng vẫn còn có người đến hỏi nợ suốt ngày. Vì nợ gì? Nợ xây dựng, xây chùa. Đó, vẫn còn tham đúng không? Vẫn còn tham. Còn sân không? Cũng có lúc còn sân. Cũng có lúc còn sân. Còn si không? Tất nhiên cũng vẫn còn si. Cả tham sân si tôi đều còn. Thì bây giờ nhân tu của tôi đời này, nếu không nương vào thần lực của Phật, bảo là tôi được sinh về quái trời đau lợi có được không? Rất khó. Nếu hành theo 10 việc thiện này, tôi không có tài chi để mà lên quái trời cả. Nếu tôi muốn lên quái trời, tôi hành được cho ăn vẹn. Sát sinh thì tôi không sát nữa. Trộm cắp không trộm nữa. Còn những cái khác chắc gì chứ được chưa? Chưa chắc. Cho nên bảo là 10 việc thiện này nói dễ thì thật là dễ, nhưng hành rồi thì mới thấy là khó. Nhưng mà vì lòng đại bi, đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong bộ kinh này Đức Phật đã nói 10 phương chư Phật tán thán, và Đức Phật Thích Ca đã phó chúc cho là gì? Vì sao mà có một ngày một đêm đọc tụng kinh Địa Tạng? Nhưng mà đọc tụng phải là nhất tâm nhá. Chứ còn đọc tụng theo mọi người mà tâm mình không nhất tâm, không nhất tâm á, thì cũng có công đức, nhưng mà chưa được sinh lên trời đâu. Được làm người thôi, ở cõi sau, kiếp sau được làm người và không đọa ba ác đạo thôi. Một đêm đọc tụng kinh điển 3 lần, tức là hết một bộ kinh đó, thâu một ngày một đêm đọc tụng lễ bái. Ở đây nói là gì? Thấy hình tượng Phật, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và kinh điển Bồ Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Người đó chuẩn bị gì? Hương hoa, đèn nến, chàng phan bảo cái, đồ ăn thức uống trang nghiêm đầy đủ, đem dâng lên trước tôn tượng của và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm là gì? Chiêm ngưỡng, lễ bái và đọc tụng kinh văn một ngày một đêm. Ở trong kinh Đức Phật nói một ngày một đêm có nghĩa là một ngày một đêm không dừng nghỉ, có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ liên tục với nhau. Nào, chúng ta chơi được chưa? Có ai làm được không? Chưa làm được. Hết đọc tụng kinh một cái xong lại chiêm ngưỡng, lại lễ bái vân vân, không nghỉ ăn cơm, không nghỉ đi đại tiểu tiện vệ sinh, thậm chí là không ngủ nghỉ vân vân, tất cả những cái đó chúng ta 24 tiếng đồng hồ lễ bái như trong kinh Đức Phật nói, 24 tiếng đồng hồ suốt như vậy, chắc chắn chúng ta được sinh 100 lần lên quái trời đạo lợi không sai. Nhưng mà khổ nỗi khi chúng ta tụng kinh, tâm chúng ta nghĩ là gì? Chả biết bây giờ ở nhà con nó về chưa, ai có mở cửa cho không? Nghĩ như vậy là cái thời kinh đó là gì? Mất đi 50% rồi. Tối nay không biết để đi về nó có thổi cơm cho mình ăn không? Hôm nay tu cả ngày đói lắm rồi. Vân vân. Mất đi khoảng độ 20% nữa là 70% rồi.
Lúc đọc tụng kinh, thân thể của chúng ta không được trang nghiêm, mất được 5-7% nữa lại đi một tí rồi. Nợ oan gia cháy chủ kiếp trước đến đòi, chúng ta phải trả nó một tí nữa, gần hết rồi, còn được có một chút xíu rồi. Đó, cho nên vì sao mà có người bảo rằng trong kinh nói tụng một ngày một đêm được sinh 100 lần, sinh lên quái trời được hết khổ. Tại sao con tụng mấy năm nay rồi tại sao không hết khổ thầy? Có cần phải xem xét lại lời dạy của Đức Phật trong kinh có đúng hay sai không? Không cần phải xem lại lời dạy của Đức Phật trong kinh là đúng hay sai, mà hãy gì, hãy xem lại xem hành xử của chúng ta có đúng với lời Phật dạy hay là còn xa vời với lời Phật dạy. Đó, quan trọng là điều đó. Chúng ta hiểu được không? Đấy. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói đọc một ngày một đêm thì công đức như thế. Nếu đọc 21 ngày đêm thì được 1.000 lần sinh lên quái trời đau lợi. Xong 1.000 lần sinh lên quái trời đau lợi, người đó được sinh lên gì? Sinh lên quái trời tình cư. Sinh lên quái trời tình cư và nhập Niết Bàn, chứng thánh quả. Nhập Niết Bàn ở tại quái trời tình cư thiên, vĩnh viễn không bị đọa trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Cho nên hôm nay tôi mới bảo là trong năm nay giảng kinh Địa Tạng và lập một pháp hội Địa Tạng để cho tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta đều, ai có duyên lành đều về đọc tụng được 21 ngày. Chỉ cần 21 ngày đọc tụng không nhất tâm được hoàn toàn, không vĩnh viễn được sinh lên quái trời đau lợi và quái trời tình cư cho đến nhập Niết Bàn, thì ít nhất Đức Phật nói 21 ngày đọc tụng kinh điển Địa Tạng, mỗi một ngày 3 thời, tâm chúng ta thành kính trong lúc đọc kinh đó, ngoài ra những lúc khác chúng ta làm công việc Phật sự, hồi hướng, nghĩ tới việc thiện nhiều hơn việc ác, thì Đức Phật nói là người đó cũng được sinh lên các quái trời, quái người, được gặp Phật Pháp, và dần dần tu hành cũng sẽ thành tựu quả vị giải thoát, vĩnh viễn không bị đọa vào trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Ngoan chưa? Ngoan không? À, ngoan chồng chàng pháo tay được rồi đúng không? Và các vị ngon thì tôi cũng phải ngoan một miếng nước ra, không có chết. À. Đó này đang nói về gì? Về thiên thừa. Nhân tu của thiên thừa là xong chưa? Xong rồi nhá. Thì bây giờ nhân tu về thanh văn thừa. Pháp tu của thanh văn lấy gì? Lấy tứ. Tứ diệu. Tứ diệu đế. Và Trợ đạo. Tứ diệu đế và 37 phẩm trợ đạo chính là nhân tu của thanh văn thừa. Tứ diệu đế là gì? Giác an cho tứ diệu, cho thầy hỏi tứ diệu đế gồm những gì? Nào, tứ diệu đế gồm những gì? Sinh đế, già đế, bệnh đế và chết đế à? Thế gì? Đúng không? Sai rồi. Nghĩ lại tí đi. Chuẩn chưa? Bao nhiêu phần trăm? Cái gì? 5% á? 70% á? Hay học Phật thế này thì chán chết. Bao nhiêu phần trăm? Nói không đúng đi ra ngoài quỳ hương một mình. Bao nhiêu phần trăm? Đây là từ con bảo 100% hay là nghe các bác ni bảo 100%? Chuẩn chưa? Đọc ở trong sách nào? Tôi dạy á? Đúng không? Bao nhiêu phần trăm? Rồi cả già chúng ta cho mà chàng có tay 5% đến 70% đến 100%. Tứ diệu đế chính là gì ạ? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, nói về khổ đế, Đức Phật nói về có gì? Có vô lượng vô biên khổ. Nhưng nói tiểu chung lại gì?
có 8 sự khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu mong không được là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, và oán ghét phải gần với nhau cũng khổ, và tấm thân ngũ ấm của chúng ta không được hòa hợp sinh ra các bệnh tật và các chướng nạn cũng khổ. Đó là 8 điều khổ lớn. Trong tiếng Hán gọi là gì? Gọi khổ về sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Đó. Nếu mà thu nhỏ lại nữa thì gọi tam khổ. Tam khổ là gì Tâm biết không? Tam khổ là gì? Tôi nói nhiều lần rồi đấy. Và có đầu vi tính hay nhớ lắm mà. Tam khổ là gì? Hay nhớ không? Nhầm rồi. Cái đấy là một trong tám khổ rồi. Hành Nghiêm xem nào, thấy cười, thấy cười tươi nhất trong chúng bây giờ. Chuẩn không? Đúng rồi, chúng ta cho một tràng bó thay là tam khổ. Tam khổ là thứ nhất là khổ, khổ. Thứ hai là hoại khổ. Thứ ba là gì? Hành khổ. Đó, học Phật ấy là những cái danh từ này này là phải nhớ này. Không có người ta gọi, người ta hỏi đến là thầy ơi, bạch thầy cho con khỏi. Trong Phật pháp gọi tam khổ là gì thầy nhỉ? Bảo để đấy tôi đi tra từ điển đấy nhá, ngồi chờ chút tôi đi tra từ điển đã. Thì chết, người ta bảo là đại đức tăng ni mà lại những cái danh từ Phật học rất phổ thông mà không biết, thế thì chết. Cho nên những cái danh từ này phải cố gắng mà học lấy. Những cái danh từ trong nhà Phật này. Tam khổ là khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ, khổ tức là cái khổ này chồng chất lên cái khổ kia. Cái khổ đau đến cùng cực, không còn gì mà nói. Bố mới chết, mẹ cũng lăn ra chết theo. Mẹ, bố chết, mẹ chết rồi, chưa hết. Mình thì gì, không đi ra đường gặp một cái tai nạn, quẻ chân, vân vân chẳng hạn. Gặp cái tai nạn quẻ chân rồi cái vợ này gì, vợ nó cũng liền là gì, nó làm đơn, nó ly dị, nó bỏ luôn. Đấy gọi là gì? Cái khổ này chồng cái khổ nọ, khổ đến không thể nào nói hết được. Đó gọi là khổ, khổ. Chúng ta ở ngoài đời có chuyện như vậy không? Có thể có đấy. Sinh đứa con ra, mong cho nó khôn lớn thành người. Hai vợ chồng chăm lo nó từng ly từng tí. Có đứa trai con, trai duy nhất, nhà chẳng còn ai nữa. Đùng một cái, 20-22 tuổi học xong đại học. Cái trường hợp này có không? Có. Năm 2012 trên xã Minh Quang có một trường hợp này. Ở tại cái thôn Liên Bu, ở gần dưới Đền Hạ có trường hợp này. Thằng con mới đi học xong đại học, đi làm được tháng đầu tiên, mang lương về cho bố mẹ tháng đầu tiên và đi làm tháng thứ hai. Bước vào tháng thứ hai bắt đầu nó đi làm, và hôm đấy nó đi làm bác sĩ ở dưới Hà Nội. Nó học ngành y và học làm bác sĩ, 5-6 năm trời đi học. Vừa làm được tháng thứ hai khi bắt đầu về đến cái đoạn mà ban trên cái đường vào vườn quốc gia Ba Vì đó, bị tai nạn xe máy. Chết. Tai nạn xe máy chết. Có thằng con trai duy nhất tai nạn xe máy chết. Về mà cái ông bố khóc thương con quá. Mới cứ là gì, vừa khóc vừa nói là con ơi, tại sao con lại đi trước bố như thế, sao không để cho bố đi, bố có thể đi thay cho con. Và cứ thế là đau quá, khóc quá, cứ thế là lấy cái đầu đập vào cái thành giường này, cứ đập thành giường, cái đầu bụp vào thành giường. Thế là không ngờ nó bị xuất huyết não. Mới đem đứa con trai ra chôn xong chưa về đến nhà, lại nghe một hung tin nữa. Ông bố gì nằm bất tỉnh và cũng đã chết luôn trong ngày hôm đó. Thứ hai, chết, con chết xong bố chết, nhà duy nhất còn một bà vợ hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi, đau khổ quá, khóc lóc nhiều quá, thương sầu trong nó tuyệt, không còn một cái gì mà đấy nữa. Thế là gì? Thế là bị tai biến nhẹ.
mất sức khỏe, bây giờ rất là ốm yếu, cho nên đấy gọi là khổ. Cái khổ này chồng lên cái khổ kia, khổ chẳng thể diễn tả hết được, đó gọi là khổ khổ. Còn hoại khổ, hoại khổ tức là chỉ cho cái khổ về gì, thân thể của chúng ta sinh ra ai cũng muốn trẻ đẹp lâu dài, tồn tại hoài hoài mãi mãi, nhưng mà nó có con như theo ý chúng ta không? Không, nó theo quy luật gì, sinh lão bệnh tử. Cho nên á, mỗi một ngày chúng ta già đi thì sức khỏe chúng ta cũng sẽ yếu đi, da rẻ chúng ta nhăn nheo đi, tóc thì bạc đi, lưng gù đi, chân đi thì lụm cụm, tinh thần thì lúc nhớ lúc quên. Mỗi ngày nó hoại đi một chút, khiến cho chúng ta gì, khiến cho chúng ta thấy khổ đau. Rồi hành khổ, hành khổ tức là gì, chỉ cho các hành, nói về thân thể của chúng ta. Nắng quá như hôm rồi 40 độ có khổ không? Khổ là mà khoảng độ tầm 7-8 tháng nữa nó lạnh xuống đến 5-6 độ có khổ không? Khổ là rồi á, mọi công ăn việc làm ở thế gian chúng ta gì, lao tâm khổ tứ, mong có một công ăn việc làm ổn định, nhưng mà vừa làm được một thời gian công ty phá sản, chúng ta trở thành kẻ lang thang mất việc, khổ không? Khổ là tất cả những cái hành ở đây là chỉ cho hành động và chỉ cho các sự việc xảy ra ở trên chung quanh chúng ta trên cuộc đời này, đó gọi là hành khổ. Mọi việc làm đều đưa đến một kết quả khổ đối với pháp của thế gian. Chỉ có pháp của Phật, của Bồ Tát, của Thanh Văn A La Hán mới đưa đến gì? Đưa đến cái nhân lành toàn thiện toàn mỹ. Nhân lành của chư thiên hết phúc vẫn còn gì ạ? Vẫn còn khổ. Chỉ có nhân của nhân lành của từ Thanh Văn A La Hán trở lên mới là vĩnh viễn thoát ly chúng khổ. Cho nên Đức Phật nói về gì? Nói bốn tứ diệu đế, đầu tiên Đức Phật nói về khổ đế. Khổ đế, rồi đến tập đế. Tập đế là gì? Là những thói quen, những thói hư tật xấu nó tích tập lâu ngày chảy tháng, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp, để tạo thêm cái gì? Tạo lên cái lòng tham, tạo lên cái sự sân hận và tạo lên cái sự ngu si ở trong mỗi chúng ta vậy. Cho nên đó gọi là tập đế. Các cụ chúng ta ngày xưa thường học, thường hay dạy là gì? Nhân chi sơ, tính gì? Tính bản thiện, đúng không? Nhà Nho dạy là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là con người ta khi mới sinh ra bản tính của nó vốn là thiện. Một đứa trẻ sinh, họ giải thích là đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ khi mới sinh ra nó đã biết sát sinh chưa? Chưa. Và như vậy là gì? Vốn của nó là thiện, đúng không? Do lâu ngày lớn lên nó nhìn thấy bố mẹ nó, anh em họ hàng nó sát sinh thì nó mới gì ạ? Nó mới sát sinh. Mới sinh ra nó biết trộm cắp chưa? Chưa. Do nó nhìn thấy những người thân của nó gì, tích tập của cải, chứa nhóm và tích tụ của cải, thành của riêng cho bản thân, thành của riêng cho gia đình, thành của riêng cho từng phe từng phái, thậm chí là từng quốc gia. Cho nên là gì? Dần dần nó tích tụ ở cái nhìn, từ cái học, từ cái tấm gương của những người thân nó bên cạnh, nó đều tích tụ mà. Cho nên bây giờ nó cũng là phải gì? Học tích tụ dần dần. Ngồi trên ghế nhà trường dạy cho cách là gì? Để kiếm tiền, để làm giàu cho bản thân, vân vân. Cái đó chính là gọi là tập. Do con người ta dạy như thế nào, nó dần dần nó thành thế đấy vậy. Nhấn cho đến tà dâm, vọng ngữ, uống rượu vân vân chẳng hạn, tất cả cái đó mới sinh ra đứa trẻ không thể làm được, mà không biết cái gì làm cái điều đó. Do dần dần lớn lên, chạy theo năm tháng và môi trường hoàn cảnh chung quanh nó tác động lên cái ý thức hệ và tạo thành cái tâm lý và cái ý thức tâm tính của cái con người đó. Cho nên nhà Nho nói nhân chi sơ tính bổn thiện. Còn Phật giáo chúng ta thì quan điểm là thế nào? Nhân chi sơ tính vô ký, chứ không phải là bổn thiện. Nhân chi sơ tính vô ký tức là đứa trẻ khi mới sinh ra vốn nó không nhớ được kiếp trước của nó là ai, vì nó phải trải qua một cái thời gian gì, nhập thai, cho nên tạm thời nó quên đi thôi. Vô ký tức là không nhớ.
chứ không phải là không có, mà đây là không nhớ được cái nhân đời trước. Nhưng mà do gì? Huân tập lâu ngày, trải qua 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, cái nhân đó gì, cái duyên nhân của nó đời trước là gieo tạo việc ác, thì cái quả của nó đời này sẽ gặp được những kẻ ác, và cái nhân ác đời trước sẽ gặp quả ác ở đời này. Cho nên các cụ ngày xưa bảo là thầy nào thì trò đấy, là ở cái chỗ đó. Và bây giờ nó sinh ra lớn lên nó toàn chơi với những kẻ ác, hoặc là sinh vào những cái gia đình ác, cho nên đứa trẻ đó dần dần lớn lên sẽ thành một kẻ ác đó. Còn cái người mà kiếp trước đời trước chuyên làm việc thiện, sinh ra cho dù có vào gia đình khó khăn vất vả, nhưng mà gì, về đạo đức, về tư chất phẩm cách trong cuộc sống của xã hội họ rất tốt, cho nên đứa trẻ đó dần dần bẩm thụ được cái tập tính tốt của cha mẹ, của ông bà nghèo đói cho sạch, rách cho thơm đó. Cho nên dần dần đứa trẻ đó tích tụ và học được nhiều cái hay cái tốt. Từ chỗ học nhiều cái hay cái tốt đó, vì sao nó học được? Vì nó cũng là nhân lành ở đời trước, sinh vào nhà có, tuy là nghèo về của cải, nhưng mà giàu về tình thương, về truyền thống hiếu đạo làm người. Cho nên đứa trẻ đó học hành đến nơi đến chốn, thành người sau này có thể từ bàn tay trắng nó xây dựng thành một gì, thành một gia đình giàu có, thậm chí là đại giàu có, vân vân đó. Cho nên đấy gọi là tập khí đấy. Khổ tập diệt, diệt tức là gì, phải tu. Tu gì? Khi mà hiểu rõ về tứ thì tám sự khổ đó, về sự cái nhân tích tụ của khổ đó là tham sân si đó vân vân, thì liền là tu thiền, nhập định, giữ giới vân vân đó, để diệt trừ nó thì gọi là diệt đế. Diệt đế, đạo đế tức là con đường đạo. Khổ tập diệt đạo, đạo chính là gì ạ? Chỉ cho 37 chữ đạo ở trong chữ đạo đế, nó thêm vào cái bộ này nhá, thêm một cái bao đài này, bộ này chữ đạo đế ở đây. Đạo này là con đường, đạo là con đường, và có cái từ đạo đế này nữa, từ đạo này nữa thì đạo đế này tức là chỉ cho giáo pháp, còn từ đạo này tức là con đường. Nam mô Sa Bà thế giới tam giới đạo sư, thì cái chữ đạo sư ở trong cái Nam mô Sa Bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ nhân thiên bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì chữ đạo sư đó có bộ này là người thầy dẫn đường chỉ lối. Còn cái chữ đạo đế này, đạo đế đó, khổ đế nó có thêm bộ ngôn. Đạo đế thì ở cái chỗ này, và đạo đế ở đây chính là gì, là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đó là những pháp gì, có ai kể được ra không? Thầy nghiêm giơ tay được không? Chưa đủ. Đầu tiên là gì? Tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chính cần. Thứ ba là ngũ căn. Thứ tư là ngũ lực. Thứ năm là thất bồ đề phần. Thứ năm là tứ duy túc. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ duy túc. Xong ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Cộng lại thành 30. 17 tứ niệm xứ là gì? Quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thụ thì khổ, gọi là tứ niệm xứ quán. Tứ chính cần là chuyên cần các việc ác đã sinh thì chuyên cần đoạn trừ, không cho sinh khởi nữa. Các việc ác chưa sinh thì tinh tiến chuyên cần ngăn chặn, không cho nó sinh khởi. Các việc thiện chưa sinh thì tinh tiến làm cho nó sinh khởi. Các việc thiện đã sinh thì tinh tiến làm cho nó tăng thêm. Đó gọi là tứ chính cần. Tứ như ý túc là dục như ý túc, tinh tiến như ý túc, niệm như ý túc và gì nữa? Định hả? Ngũ căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn,
hay là gì? Hả? Đúng không? Hay nhắn ý gì thiệt thân? Nhắn ý gì thiệt thân hay tinh tấn thiệt định tuệ? Chắc chưa? Bao nhiêu phần trăm? 100% hả? Rồi cho mà chàng vỗ tay 100%. Tín là gì? Là có tín căn với Phật Pháp. Tấn là gì? Đối với trong giáo pháp của Đức Phật tinh tiến tu hành. Niệm là gì? Chuyên niệm những gì? Tam quy, ngũ giới, thập thiện. Và những người xuất gia thì niệm thêm tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Đó, giáo pháp của Đức Phật. Rồi nhấn đến cho các pháp lục độ, ba la mật, vạn hạnh đó, vân vân đó. Tức là gọi là niệm, hay còn gọi là gì? Định, thì tức là chỉ cho thiền định. Chúng ta niệm Phật có được gọi là định không? Có. Tuệ tức là tu hành về trí tuệ, luôn luôn quán xét các pháp thiện thì làm, pháp ác thì bỏ. Dùng trí tuệ để thẩm định giáo pháp của Đức Phật, cái nào nên thì theo, cái này không nên thì bỏ. Ngũ lực tức là tín lực, tiến lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, tức là làm cho nó to thêm, lớn thêm lên, có sức mạnh thêm vào. Giống như là đứa trẻ khi mới sinh ra thì bé nhỏ bước đi không được, nhưng mà bố mẹ nuôi dưỡng đến 20 năm sau thành một chàng gì, chàng thanh niên trai tráng lực sĩ đó. Đó gọi là gì? Là lực. Lực tức là tăng thêm, lực tức là sức khỏe. Cho đến thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, những bài pháp tới nó có cái đó thì sẽ nói hơn. Đó là pháp tu của gì ạ? Của thừa thứ 3 từ dưới lên. Đó là gì? Còn duyên giác thừa tu gì ạ? Phương pháp tu của duyên giác thừa là 12 pháp nhân duyên. 12 pháp nhân duyên có ai kể được ra không? Vô minh, bát nhã, trong bát nhã rồi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc, lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu bi khổ, ưu não, vân vân đó. Đó gọi là 12 pháp nhân duyên. Nó như mắt xích, nó chạy nhau 12 cái mắt xích, nó chạy nhau quanh tròn như thế này. Bắt đầu từ vô minh này cho đến duyên hành thức, duyên sắc, lục nhập, nhập ái, ái thủ, thủ duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử này, cứ quay vòng như thế. Thế Đức Phật nói là chặt đi một cái bất kỳ giống như mắt xích, cái xích xe đạp, xích xe máy á, chặt đi một cái nó còn quay được nữa không? Không quay được nữa. Cho nên trong 12 pháp nhân duyên này không cần là phải quán tất cả 12, chỉ cần quán một cái trong 12 nhân duyên này mà tu thôi thì cũng gì, cũng chứng được cái quả vị đó. Ví dụ vô minh, vì sao vô minh? Vì đó quán vì sao ta vô minh, nghĩ được như thế vì sao ta vô minh, và chỉ một câu vì sao ta vô minh, và vì đó đi vào trong núi rừng sâu núi thẳm hoặc là gì ngồi thiền, không có làm bất cứ việc cả, cứ ngồi là thiền quán suốt ngày vì sao ta vô minh, vì sao Phật là trí tuệ, Bồ Tát Thanh Văn là trí tuệ mà ta lại là vô minh, ta lại ngu si đần độn thế này. Và thiền quán như vậy là khi mà tâm thiền quán đến mà gì, dùng cái tâm quán vào một cái cảnh nhất định không bị tạp loạn, nó giống như mình niệm Phật không bị tạp loạn thì gọi là gì ạ? Gọi là niệm Phật tam muội, gọi là đạt được niệm Phật tam muội. Còn người mà tu quán, vì thiền tông Trung Hoa, Trung Quốc và thiền tông Việt Nam có một thời gian tu gọi là cái phương pháp tu thiền gọi là công án, thiền công án đó. Tức là đưa ra một công án. Ví dụ có một công án trong trong cái quyển quyển thiền công án của ngài Tuyết Đậu á, trong cái quyển Bích Nham Lục á, có một công án gọi là có một người đến hỏi thiền sư Triều Châu là con chó có Phật tính không. Thiền sư Triều Châu bảo là gì, trả lời gì là có. Thế vị khác đến hỏi ngài Triều Châu là con chó có Phật tính không, thiền sư bảo là gì, bảo không. À, hôm nay ngài bảo là có, hôm ngày mai ông khác đến hỏi ngài bảo không. Và đấy cũng là gì, sau này đưa ra đấy là một công án. Thì có người hỏi đến ngài Triều Châu đến hỏi là gì, thế nào là đại ý từ của tổ sư từ Tây Lai, tức là đại ý của Đạt Ma mang cái gì từ ở Ấn Độ sang bên Trung Quốc để truyền pháp. Ngài nói một cái gì câu chúng ta biết không? Ngài nói là gì, nói ra tiếng Việt Nam của chúng ta là gì, là cái que á, cái que để gì ạ, để cạo vệ sinh khi chúng ta đi vệ sinh nhá. Ngày xưa đâu có giấy vệ sinh như chúng ta bây giờ đâu,
mà tôi dùng bằng gì? Dùng bằng cái que. Đó. Đó gọi là gì? Gọi là thế nào là ý của tổ sư từ Tây Lai? Ngài nói là que chủy đít. Nào chúng ta thấy không? Hỏi một cái thì ngài đã đáp một nẻo. Nhưng mà sau này cái đó được đưa vào một trong 600 công án của ngài, của trong quyển Bích Nhâm Lục của ngài Tuyết Đậu. Và cứ quán như thế thôi. Dạy hành giả tu thiền là quán. Tại sao mà ngài Triệu Châu lại hỏi là thế nào là ý của tổ sư từ Tây Lai mà là que chủy đít là thế nào? Cứ đi quán như vậy, có thể là 20-30 năm cứ thiền quán và quán như thế, bừng một cái là hoát nhiên, tâm tính đại ngộ. Giống như Đức Phật ngày xưa còn tại thế dạy ông gì ạ? Ông gì dốt nhất trong Phật giáo? Tu bản gì? Bản đặc, đúng không? Ông anh là tu bản đầu, ông em là tu bản đặc, dốt nhất trong Phật giáo. Chúng ta thấy Đức Phật dạy cho hai chữ quét nhà không thuộc, thì bảo là thôi ông cố gắng đi, không học được hai câu thì học một câu. Và ông cứ cầm cái chổi ông quét gì sân tỉnh xá Trúc Lâm, và ông quét gì quét mười mấy năm trời, thì bỗng nhiên một hôm ông ấy ngộ ra rằng à, hóa ra Đức Phật dạy mình quét nhà, học mình câu là tẩy trần, không phải là tẩy cái trần dưới đất mà tẩy cái trần trung tâm. Rồi tâm hoát nhiên đại ngộ, chứng thánh quả là hán, thì mọi nhiên sáu phép thần thông đầy đủ. Mà có đầy đủ thần thông có trí tuệ chưa? Có rồi. Tôi chẳng có chút thần thông nào, tôi vẫn có trí tuệ hơn những người bình thường mà, đúng không? Ngày xưa các vị biết là tôi dốt đến nỗi đến mức độ nào không? Cái dốt của tôi thì phải nói trong chúng hội ở đây thì nghe kinh thì không còn ai dốt hơn tôi, chắc chắn là như thế. Tôi học 6 năm tôi lên được có 4 lớp. Tôi dốt đến nỗi là chẳng còn ai dốt hơn. Nhưng sau khi xuất ra, nhờ vào chịu khó tu tập, ngồi thiền, đọc kinh, làm việc thiện, cái tâm tính của mình dần dần thì nó khai mở. Bình thường ra ở dưới tôi rất dốt, nhưng mà khi mà lên giảng thì tôi có thể nói là gì, nói như là dòng nước nó chảy, nó cứ nối nhau nó chảy thôi. Bao giờ bảo dừng thì tôi dừng thôi, hoặc bao giờ muốn dừng thì dừng thôi, chứ không bao giờ hết được. Nói hết ngày này qua ngày khác, thậm chí chỉ một chủ đề thôi, chỉ một chữ vô minh thôi, tôi có thể giảng thì giảng vài ngày không hết, thậm chí nói hoài. Cứ thế là nó tuôn ra thôi. Đó có cho nên thì cái này mình gọi là cái khi mà tôi chắc chắn là tôi chưa chứng một cái gì cả. Khẳng định với các quý vị là tôi quả tu đà hoàn, tôi còn chưa chứng, chỉ là một phàm phu thôi. Đó. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng á, chúng ta nhiếp tâm, chúng ta học Phật, thì cái đầu tiên là cái trí tuệ ở trong chúng ta, mỗi chúng ta đều có một loại trí tuệ. Chúng ta biết trí tuệ gì không? Vô sư trí. À, vô sư trí. Tức là loại trí tuệ này là không cần người thầy dạy mà tự chúng ta có thể khan nhận và lãnh thọ nó được. Mà cái trí này, vô sư trí này trong kinh còn gọi là gì? Thật trí. Thật trí. Từ cái chỗ thật trí này thì mới bắt đầu nó gọi là gì ạ? Phật trí. Đó, hay còn gọi là Như Lai trí. Đó, những cái trí tuệ này chính cho chỉ trí tuệ của Phật. Ở dạng trung bình thì nó gọi là vô sư trí. Khá hơn một chút, lên hàng Bồ Tát thì gọi là thật trí. Đây là chỉ là người ngộ đạo. Ngộ đạo rồi, hiểu được giáo lý của Đức Phật, không còn nghi ngờ không gì nữa, thì thường thường cái trí tuệ này do công đức tu hành, nhân duyên đời trước nhiều đời nữa tích tụ, thì cái trí tuệ này thường phát sinh khi cần thiết. Cần thì nó mới ra, và không cần thì nó gì? Nó như đuôi như điếc ấy, giống như cái tu bản đặc ấy. Mười mấy năm trời học hai câu quét nhà thôi mà chẳng thuộc. Nhưng khi ngộ đạo rồi mà cái thì đương nhiên cái trí tuệ này nó phát ra, thuyết pháp tự do tự tại. Mà khi ông không lên thuyết pháp rồi, ông lại trở về bình thường. À, lại ngu ngơ ngơ. Nhưng ngồi lên tòa pháp một cái là thuyết vô ngại biện tải. Đó gọi là vô sư trị của hàng gì? Hàng thánh, tiểu thừa, thanh văn, A-la-hán. Thật trí là chỉ cho trí tuệ cả các vị gì? Các vị duyên giác, bích chi Phật. Và Phật trí là chỉ cho các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và các vị Phật. Cho nên đây là về thừa thứ tư từ dưới lên, thừa thứ năm đó là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thì lấy gì làm nhân tu? Lấy gì ạ? Lấy lục độ vạn hạnh, vân vân. Lục độ gồm những gì?
thử nghiêm xem nào. Lục độ gồm những gì? Để tuần tự nào. Đúng rồi. Cho một chàng pháo tay cho đỡ buồn ngủ người ngồi dưới nào. Lục độ là gì? Thứ nhất là bố thí. Thứ hai, trì giới. Thứ ba, nhẫn nhục. Thứ tư, tinh tiến. Thứ năm, thiền định. Thứ sáu là trí tuệ. Đó, đây là sáu pháp tu của Bồ Tát đấy. Bố thí thì có gì ạ? Có hai loại, đó là nội thí và ngoại thí. Nội thí thì có là bố thí gì ạ? Về gì? Về thân thể như Đức Phật của chúng ta khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đến gì? Đến cho chúng sinh cả máu thịt, như là thí máu cho gì con mẹ con hổ đói này. Rồi bố thí cho con chim cáp này, đúng không? Trong truyền cổ Phật giáo. Ai muốn biết, ai mà muốn biết về cái đạo hạnh và cái công năng, công đức tu tập của Đức Phật vì chúng sinh như thế nào, đọc truyền cổ Phật giáo sẽ thấy được. Ngày xưa tôi rất thích đọc, tôi đọc đến 3 lần truyền cổ Phật giáo rồi. Ngày xưa mới vào đạo tôi chăm đọc sách lắm, 3 lần đọc hết, 3 lần từ đầu đến cuối đọc 3 lần như thế. Đó. Trong đạo đó nói rất nhiều về những câu chuyện mà Đức Phật vì chúng sinh mà hành Bồ Tát Đạo, xả thí thân mạng để tu tập, và có nhiều những câu chuyện các vị thiền sư, các vị Bồ Tát trong đó nữa. Đấy là gì? Thí về thân thể của mình gọi là nội thí. Một cái thí nữa đó gọi là gì? Là pháp thí. Tức là đem bố thí pháp cho mình học được rồi mà đem bố thí cho người ta nghe, người ta cùng hiểu, người ta cùng được giác ngộ, cùng được tu Phật. Đó cũng gọi là gì? Pháp thí, cũng thuộc về gì? Phần nội thí. Thân thí, pháp thí. Và còn một cái thí nữa, đó là gì? Vô úy thí. Vô úy thí tức là đem những điều không lo sợ để giúp cho người. Chúng ta có thể thí vô úy được không? Có. Chúng ta có thể thí cho họ không sợ, nhưng cũng có thể thí cho họ gì? Phải sợ thêm. Ví dụ, một vị sư ở trong chùa, một vị chủ trì hay một vị ở trong chùa, có các Phật tử đến gia đình họ gì, có người mới mất chẳng hạn. Họ đến họ hỏi bạch thầy, nhà con có người mới mất, con đi xem. Người ta bảo nhà con trùng tang, trùng đến tam sa, tức là phải có 3 người chết ở trong nhà con hoặc trong dòng họ nhà con nữa. Bây giờ con phải làm thế nào? Ông thầy cúng, ông bảo là đưa ra 100 triệu, ông ấy lập đàn ông cúng cho thì khỏi. Nhưng bây giờ nhà con không có tiền, không biết làm thế nào. Xin là thầy chỉ giáo, nhà con biết cách nào làm. Nếu mà gặp vào cái ông thầy mà tốt á, thì ông thầy đó sẽ nói là gì? Giả vờ bấm bấm một tí, bảo ôi giời không sao đâu, tam sa hay tứ sa hay thất sa, cứ đi lên chùa lễ Phật mua một chút phóng sinh lên đây, rồi tùng cho gì, tùng kinh hồi hướng cho mấy ngày, cả gia đình nhất tâm lên chùa lễ Phật làm việc thiện, đừng phóng sinh nữa, đừng sát sinh nữa. Thế như vậy là gì? Khiến cho họ yên tâm bảo thế gia đình họ làm như thế rồi, phóng sinh rồi, tùng kinh rồi, không sát sinh rồi, mà họ vẫn còn thấy là lo sợ, bảo là yên tâm đi, không sao đâu, có Phật bảo lãnh cho, Bồ Tát bảo lãnh cho, mà tôi cũng bảo lãnh cho. Thậm chí có những người tôi phải nói thôi, trong cái thời gian đó mà chết thì tôi chết thay cho nữa cơ. Ngay chỗ xóm đình đây, cách đây là 7-8 năm về trước, gia đình thì có 2 mẹ con với ông chồng. Ông chồng thì không may vừa chết xong, thì trong gia đình lại gì, bố chồng lại chết tiếp nữa. Không biết bố chết trước, chồng chết sau thì phải. Có nghĩa là trong gia đình thì có 2 người con trai
trai lớn chết hết, còn một đứa con gái với một đứa con gái đâu 6 tuổi và đứa con hơn 2 tuổi nữa thôi, một đứa con trai 2 tuổi. Nhưng mà đi xem xong rồi ông bố chồng mới chết, xong ông chồng thì chết không biết lâu lâu rồi không nhớ là bố chồng chết trước hay là chồng chết, nhưng tóm lại là chắc chắn là có chồng và bố chồng chết. Thế đi xem người ta mới bảo là phải làm cái lễ gọi là cái mộ của ông tổ á, chôn ở ngoài cái cánh đồng ngoài này á, là bị một cái rễ cây to nó đâm xuyên vào trong hốc mắt của cái đầu lâu của ông cụ mộ tổ ấy, cho nên bây giờ về là phải đào cái mộ đó chuyển đi chỗ khác. Thì đúng mà cái mộ đó thì có cây đâu mà bảo là ấy, thì mọi người bảo chắc là có cái gốc cây mục ở dưới kia, nó có cây đâu, ở ngoài cánh đồng thì lấy đâu mà gốc cây to, thế mà cũng tin nó được. Về đem đào lên rồi thì vẫn thấy là gì, đi xem lại thì xem cái ông thầy ở ngoài chạch lôi, tức là ngoài gạch đấy, ông thầy này bảo xem cũng rất giỏi, ông phán luôn cho bảo làm vẫn chưa được, tới đây là gì, trong vòng là một tháng nữa là sẽ có một người trong khoảng trên dưới 30 tuổi chết, bây giờ trong nhà duy nhất còn có ba mẹ con, thì cô ấy năm đấy là 32 tuổi, thì bảo trên dưới 30 tuổi chết thì đương nhiên cô ấy chết thì còn ai chết nữa, cô ấy chết còn hai đứa con ở lại thì ai nuôi. Thế ông thầy ấy bảo là chuẩn bị cho 50 triệu với lại chuẩn bị cho là con chó mực này, con chó đen này, rồi con gà trắng này, rồi cóc này, rồi ếch lươn cái gì ấy, gọi là cái gì để họ làm cho cái giải của phù thủy á, 50 triệu với là những cái đồ đó. Thế nhưng mà gia đình không còn tiền. Đi vào đây thì gặp tôi cái năm đó là chùa còn nhỏ thôi, tôi mới về năm đấy được đâu 2-3 năm, hình như năm 2005 hay 2006 thì phải, khoảng thời gian đó. Năm đó tôi học chưa xong, hình như cuối 2005, lâu lâu rồi không nhớ rõ cái thời gian, nhưng mà khoảng thời gian đó, vì năm đó tôi còn đang đi học, mấy tháng rồi mới xong mà, khoảng cuối 2005. Thế sang nó hớt hải, nó sợ quá. Nó trình bày cái như thế xong rồi thì tôi cũng ngồi tôi nghe, ngày đó đệ tử tôi nó còn ít đệ tử, có mấy chú nó còn bé. Thế tôi tiếp khách hết. Thế tôi tiếp tôi bảo gia đình là thôi về, bảo cô ấy yên tâm đi. Thì đi sang thì tôi làm cho cái lễ cúng cầu siêu ở tại chùa đơn giản, có một mình tôi cúng chập chen chen như là tí thôi. Thế là cúng xong họ vẫn chưa sợ, họ bảo đấy, thế thầy có cái gì để cho con về yểm vào mồ vào mả với các thương, bảo tôi chả có cái gì cả. Thế thì người ta bảo thế thì thấy người ta là còn thắc mắc, trong tâm còn thắc mắc nhưng không nói ra, thì mình bảo yên tâm, cứ yên tâm đi, về nếu trong vòng gì một tháng nữa mà cô mà chết á, trong vòng nhà cô mà có người chết tôi sẽ nguyện với Phật tôi chết thay cho cô, yên tâm cứ về mà sống mà làm ăn nuôi con, có chết tôi chết thay cho. Thế cho đến bây giờ nó có chết đâu các cụ, nó vẫn sống mà, nó vẫn đi sang chùa đây mà, thỉnh thoảng nó vẫn sang chùa, vẫn vào cúng giàng, có cân xoài hay cân cam cân vải nó vẫn cúng giàng tôi, mà tôi vẫn nhận của nó mà. Thế bây giờ nó đi làm ăn, nó buôn bán hoa quả bình thường, làm ăn bình thường đó. Thế mà ông thầy bảo trong vòng hơn một tháng nó không cúng thì chết, mà cúng nó phải đặt giá là gì 50 triệu với đồ vật như thế. Tôi nghĩ là nó làm cái đồ vật thì mình biết là nó sẽ làm cái gì theo cái nghi thức là yểm của phong của phù thủy rồi, mà đã kém phúc rồi lại còn gì sát sinh nữa, giết cóc nữa, giết chó mực nữa, giết mèo đen nữa và giết gà trắng nữa, thì không phải giết mà chôn sống luôn á, cách đó nó chôn sống luôn. Cái đấy mình có đọc sách qua có biết cái đó, thì nó là càng tổn phước, có khi không chết nó là thành chết. Nên mình nhất quyết là bảo nó phóng sinh và làm cái lễ cúng Phật, cúng cầu siêu cho các chân linh, các gia đình nhỏ nhỏ. Và bây giờ con cái nó lớn tướng rồi, nó tướng hết rồi. Đó cho nên đấy là gì, vô úy thí, chúng ta có thể thí được. Nếu chúng ta là một vị sư, một vị tăng ni, một vị Phật tử, Phật tử có vô úy thí được không? Có. Phật tử họ lầm đường lạc lối, những người dân làng lầm đường lạc lối mà họ lo sợ, mà chúng ta thì khuyên họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật. Và chúng ta cũng đến để phương tiện tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, khiến cho họ gì không bị sợ nữa. Đó. Thì đó gọi là gì? Gọi là vô úy thí.
Còn ngoại thế như là bố thí, cúng dường tài vật, bố thí cúng dường tài vật nó thuộc về gì? Về ngoại thí, vân vân. Bố thí trì giới dễ rồi, nhẫn nhục hiểu rồi, tinh tiến cũng dễ hiểu, thiền định trí tuệ là những cái đó là cao pháp của Bồ Tát. Chúng ta học để về lục độ vạn hạnh. Vạn hạnh tức là tất cả các hạnh lành đều các Bồ Tát đều phải thực hành, khuyến thiền độ sinh vân vân, tụng kinh niệm Phật, làm chùa tô tường đúc chuông, tất cả những việc đó đều là những việc thiện. Bồ Tát có thể đưa nó vào gì? Vào các hạnh lành. Ngoài pháp lục độ ra, các Bồ Tát đều có thể biến cái việc đó thành việc lành để hành Bồ Tát đạo của mình. Vì sao tôi xây chùa mà lại muốn xây chùa lớn? Ngày xưa thì cái việc muốn xây chùa lớn của tôi nó khác. Ngày xưa muốn xây chùa lớn là một phần là cũng muốn về gì? Để lại một cái gì đó cho đời hàng mấy nghìn năm sau. Nhưng bây giờ cái cũng là muốn xây chùa lớn, nhưng việc bây giờ xây chùa lớn là khác. Xây chùa lớn bây giờ không phải muốn là để mấy nghìn năm sau, mà xây chùa lớn để cho gì? Phật tử bây giờ thì thích về gì các vị? Phật tử bây giờ thì phần lớn là gì? Là chấp tướng. Người dân và Phật tử bây giờ là gì? Chấp tướng. Vì họ chấp tướng cho nên họ phải đến cái ngôi chùa nào á, cái thứ nhất là phải gì ạ? To. Thứ hai là phải gì? Đẹp. Những cái này này không biết là chùa đó người tu như thế nào, nhưng cái đầu tiên đến phải thấy một ngôi chùa to, quy mô tầm cỡ hoành tráng đã, thì nó là thu hút được rất nhiều người đến, đúng không? Đó là tâm lý của Phật tử và người dân bây giờ. Cái thứ hai là đến chùa phải gì ạ? Đẹp, sạch sẽ, trang nghiêm. Thì họ sẽ gì? Nếu mà to á, mà không đẹp, không sạch sẽ thì họ đến một hai lần là họ sẽ gì? Là chán. Còn to mà đẹp cộng với sạch sẽ, với trang nghiêm, với thanh tịnh nữa. Sự trang nghiêm thanh tịnh là do con người, chư tăng ni và nhân dân ở nơi đó, Phật tử ở nơi đó tạo nên. Hàng ngày chúng ta mà quét dọn thì nó sẽ thành gì ạ? Thành sạch sẽ. Cây cảnh cái kia hàng ngày chúng ta chịu khó tỉa tót tưới tắm cho nó thì nó sẽ gì? Sẽ đẹp thôi. Cảnh quan bên ngoài cho ngôi chùa to đó chúng ta chịu khó để dọn dẹp, để làm cho nó trang nghiêm tố hảo lên thì đẹp thôi, do con người. Nhưng còn trang nghiêm thanh tịnh là do gì? Do chúng tăng và tín đồ Phật tử tu tập mà có. Thì nếu mà chúng ta to, đẹp mà còn được trang nghiêm thanh tịnh sạch sẽ nữa thì sẽ thu hút được lòng người. Không chỉ có ở trong xã mà còn cả gì? Các xã chung quanh. Không chỉ các xã chung quanh mà còn các huyện lân cận. Không chỉ các huyện lân cận mà còn gì ạ? Các tỉnh gần xa. Không chỉ các tỉnh gần xa mà thậm chí còn tín đồ trong và ngoài nước, đúng không? Như vậy tức là gì? Gieo duyên được với họ. Và một cái thứ nữa, bây giờ con người chúng ta bây giờ nó sướng mãi, nó quen rồi. Ngày xưa thời Đức Phật, con người ta ở thế gian lúc bấy giờ nó còn khổ. Về vật chất người ta thiếu thốn nhiều. Cho nên á, Đức Phật ngồi thuyết pháp dưới gốc cây, vua chúa quan lại nhân dân từ giàu nghèo sang hèn đều ngồi bâu chung quanh, ngồi chung quanh, tập trung chung quanh Đức Phật để nghe Phật thuyết pháp hết. Trời nắng thì họ vẫn cứ ngồi ngon lành. Mà cái nắng của Ấn Độ chúng ta biết là nắng bên bao nhiêu độ? Nắng giống như hôm rồi chúng ta nắng đây này, 40-42 độ C. Nhưng mà Đức Phật thuyết pháp dưới chỉ một cái tán cây to. Đức Phật ngày xưa thường ngồi dưới tán cây để thuyết pháp. Nhưng khi mà đại chúng đã vào nghe pháp rồi á, thì cho dù có nắng đến 40 độ, họ vẫn cứ ngồi nghe pháp một cách ngoan lành. Vì tâm của họ chú tâm vào các bài pháp thoại của Đức Phật. Cho nên lúc đó, lúc đầu có thể họ ngồi trong bóng râm, nhưng mặt trời thì nó luôn đi, luôn chuyển động thì bóng râm nó hết. Thì đang ngồi nghe pháp họ không bao giờ muốn chuyển nữa, và họ ngồi tại chỗ, nắng họ vẫn ngoan lành ngồi. Và đang thuyết pháp, trời mưa họ vẫn cứ ngoan lành ngồi, và Đức Phật vẫn cứ thuyết, họ vẫn cứ nghe. Nhưng bây giờ chúng ta có ai làm được như thế không? Sư cũng không làm được, sư cũng không ngồi ngoài nắng ngoài mưa để thuyết pháp được, và tín đồ Phật tử cũng không ngồi ngoài mưa ngoài nắng để thính pháp được. Bây giờ mà mất điện một cái là nghỉ ngay, đúng không? Thầy cũng muốn nghỉ và trò cũng muốn nghỉ. Vì sao? Thầy nói không có cái mic thì Phật tử không nghe được. Nói một tí là giáng giọng lên là hết giọng.
Thứ nữa là không có quạt mát, nóng không chịu được. Phật tử chúng ta cũng thế, không có cái mic thầy nói nghe thì gì, được tí là gì, câu được câu không là gật gà gật gù là buồn ngủ đồng ý hết, đúng không? Không có cái quạt nữa thì gì, nóng quá là cựa lên cựa xuống. Thầy thấy Phật tử mà cựa không hoan hỉ muốn nghe, thầy chỉ cần đãng tâm ra một chút mà cái là chạch bài pháp ngay. Mà chạch bài pháp thì đương nhiên là không hay nữa, mà không hay thì là tín đồ Phật tử lại càng gì, thính chúng ở dưới càng mau buồn ngủ hơn. Cả hai tạo lên một cái gì, một cái sự chán trường cho nhau, biến một buổi pháp thoại thành một buổi gì á, thành một buổi bị đi tra tấn. Không phải đi nghe pháp, đi nghe pháp để hoan hỉ nhưng hóa lại là thành đi tra tấn. Cái này chúng tôi gặp nhiều rồi. Ngày xưa chúng tôi còn là học sinh á, có một cái ông thầy đại đức, ông lên giảng, bắt đầu lên giảng niệm Phật, xong một cái bắt đầu là ông ngồi, ông cứ ngồi vào một cái như thế này. Ông, các vị biết ông làm cái gì đầu tiên không? Ông thở dài, đầu tiên là một câu thở dài, ôi giời mệt quá đi thôi. Thế là bắt đầu thôi. Ông thầy giáo niệm Phật xong một cái, bữa nào cũng thế, làm một câu, ôi giời mệt quá đi thôi. Đi từ nhà lên đây nắng nóng thế này, mệt quá. Thôi học sinh mất hết cái nhuệ khí để học rồi. Cho nên là 96 tăng ni thì có đến cả 97 người đều ngủ gật, cả ông thầy ngủ gật luôn. Đó. Trước khi lên giảng, ông thầy ông cho một câu, ôi rồi mệt quá, ông thở dài như thế, học sinh còn đâu nhuệ khí để học nữa. Cho nên là 96 đứa học sinh ở dưới giảng, nghe giảng thì ngủ gục. Ông thầy ở trên thấy học sinh ngủ gục được một tí không nói gì nữa, thế là nhìn lên thì ông cũng đang gì ạ, gật gù. Đó. Cho nên á, học Phật á, cho nên chúng ta mới thể buổi giáo pháp có thể biến thành buổi tra tấn nếu như mà cả hai bên đều không tạo được cái sự hoan hỷ cho nhau, không tin tưởng nhau, không tạo được sự hoan hỷ cho nhau. Cho nên cái phương pháp vạn hạnh của các vị Bồ Tát chúng ta không thể biết được. Có những vị Bồ Tát, chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm mới thấy gì, có những vị Bồ Tát các ngài lên hàng gì, hàng bổ sứ Bồ Tát rồi, nhưng mà các ngài là thị hiện là gì, là sống là gì, là lấy làm một vị vua cực ác. À, thế mà đau chứ. Ngày xưa tôi đọc thấy cái Kinh Hoa Nghiêm, mới bắt đầu tụng Kinh Hoa Nghiêm tôi giật mình, tại sao một vị Bồ Tát bổ sứ mà lại ở thị hiện là một vị vua cực ác? Những nước nào mà không nghe lời đem quân chinh phạt giết sạch. Tôi giật mình, tôi bảo là Bồ Tát gì mà Bồ Tát lại làm vị vua? Có những vị Bồ Tát lại thị hiện gì, có hàng nghìn người vợ. Bồ Tát gì mà có hàng nghìn người vợ như thế? Mà một vị đại Bồ Tát mà có đến nghìn người vợ, làm một vị vua mà thì có hàng nghìn người vợ. Thế xong bây giờ học đọc tụng nhiều lần nó mới vỡ ra, à gọi là gì, lục độ vạn hạnh, tất cả các hạnh của các ngài này đều hướng thiện. Mà đến tới đây các chúng ta mới học trong kinh Địa Tạng này có một vị Bồ Tát rất là lớn, sau 70 đời nữa là thành Phật. Ông Bồ Tát đó chính là gì ạ, Kiên Lao Địa Thần. Ông Kiên Lao Địa Thần tức là ông thần về gì ạ, cai quản về đất đai của cải tài sản cho thế gian chúng ta này. Và có một vị Bồ Tát, một vị thần nữa là ông chủ, ông thần cai quản về gì ạ, chủ mệnh. Đấy. Một ông nữa là ông chủ mệnh. Toàn là các ông chủ mệnh này thì nắm cái quyền sinh tử trong tay của mình. Nói nôm na chính là các vị gì ạ, các vị diêm vương ở cai quản dưới quái âm phủ, cai quản gì các ngục tốt, các lao ngục đó, chủ mệnh thế gian, cầm cái sổ bạ sinh tử của chúng sinh đó, vân vân. Mà ở trong kinh này Đức Phật lại khen ngợi vị này, không phải là gì, Đức Phật nói với văn thù, với các vị Bồ Tát khác và chúng hội đấy gì, các ông đừng nhìn thấy cái vị này là một vị do nghiệp mà phải sinh vào làm cái vị thần chủ mệnh thế gian đó đâu, mà vì cái lòng đại từ đại bi của ông nó dùng phương tiện sinh vào ở, mà ở trong đây thì đương nhiên ở trong quái gì ạ, quái âm ti địa phủ rồi, quái ác rồi. Đấy, vị này chính là ở trong quái ác,
thì hiện ở trong cõi ác để gì? Để mà răn đe. Giống như là ở thế gian của chúng ta có xây lên cái ngục để làm gì? Xây lên nhà tù để làm gì ạ? Và tất cả những người cai quản nhà tù có phải là những người ác không? Không. Có những người cai quản nhà tù rất tốt, có những quản giáo nhà tù rất tốt. Họ muốn dạy cho các tù nhân ở trong cái nhà tù đó trở thành một con người tốt sau khi hết cái thời gian tù tội đó, để đi ra ngoài để hoàn lương, để trở thành một con người tốt có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tất nhiên cũng có những ông gì, ông cai quản giáo, ông tù ngục chỉ có kiếm tiền. Thậm chí là mấy năm trước còn có một vụ công an gì bắt cả một loạt quản giáo của cái nhà tù cai nghiện chuyên bán thuốc phiện. Có, tôi đọc báo những cái năm trước tôi học ở Việt Nam chúng ta đó, bắt được một cái tỉnh đằng trong, một cái đường dây là quản giáo, một cái đường dây quản giáo trong một cái nhà tù chuyên đưa bán thuốc phiện vào cho những kẻ nghiện ở trong, có tiền ở trong tù. Vì trong tù nó cũng có những cái người gọi dân anh chị xã hội, nó có tên tuổi, có số má. Nó bị bắt, không may bị bắt, nhưng mà bọn đàn em ở ngoài nó vẫn cung cấp tiền để nó nuôi đại ca của nó, nhưng mà không thể tự mang vào được, cho nên thông qua mấy ông quản giáo là những người đưa thuốc phiện vào cho nó. Và chúng ta, những cái người mà làm cái chức trách chân chính ở trong cái ngành công an và ngành quản giáo, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian ra nghiên cứu thì mới tóm được cái vụ đó. Mười mấy người công an quản giáo dính vào cái vụ đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy cũng có những người tốt, có những người xấu. Vậy thì chúa ngục cũng thế. Chúa ngục trong kinh Địa Tạng này có những chúa ngục là gì? Là tốt. Có những chúa ngục gì? Rất xấu. Rất xấu. Và nó gì? Nó chỉ làm theo mệnh lệnh của Thiên Ma Ba Tuần, muốn cho chúng ta là chìm đắm mãi ở trong cõi luân hồi này mà thôi. Đấy. Cho nên đó, vạn hạnh, chăm tu vạn hạnh, tức là vạn hạnh là cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta không thể nào mà dùng cái quan mắt phàm trần, cái sự đánh giá phàm trần mà đánh giá một vị tu hành được. Ví dụ như tôi nói lúc nãy chẳng hạn về giáo pháp, một vị tăng đến hỏi con chó có Phật tính không, ngài Triều Châu bảo không. Một vị tăng đến hỏi, vị Triều Châu bảo có. Vậy như vậy là ngài vọng ngữ à? Có đúng không? Ngày hôm trước một vị đến hỏi ngài bảo có, ngày hôm sau một vị đến hỏi ngài bảo không. Nào, chúng ta lấy cái trí tính phàm tình mà suy nghĩ thì bảo Triều Châu là gì? Đại vọng ngữ. Hôm trước nói có, hôm sau nói không, đúng không? Rồi hỏi là thế nào là ý tổ sư từ Tây Lai, ngài bảo cái que chùi đít. Báng Phật, báng pháp, báng tăng như thế là cùng chứ đến đâu, đúng không? Tội đọa đại địa ngục. Chúng ta liền là phán xét cho ngài Triều Châu là sẽ đọa địa ngục, vân vân. Như vậy là không đúng. Mà phải nhìn cái đối tượng đến hỏi ngài con chó có Phật tính không, ngài trả lời là có. Vì sao ngài có? Vì cái ông tăng đến hỏi, ông ấy đang gì? Ông đang chấp về không. Ông đang nghĩ là tất cả thế gian không có một cái gì tồn tại ở đời cả. Vì không có cái gì tồn tại ở đời cho nên đó, ông không muốn làm bất cứ việc thiện gì. Ông chỉ muốn là gì? Tu hành và chứng quả và nhập Niết Bàn thôi. Không muốn thành Phật. Và trên đời ông sư đó chỉ nghĩ rằng có duy nhất có Phật Thích Ca thôi. Tất cả đều là A-la-hán và hàng đệ tử dưới, duy nhất chỉ có một vị Phật. Và có tu thế nào chứ chỉ chứng đánh quả A-la-hán là hết. Cho nên tu theo tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, nhân đến bát thánh đạo phần, chứng thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn là xong. Bây giờ khởi ra cái ý tâm như thế, Triều Châu là một người có quan mắt sáng, là người đại triệt đại ngộ, hiểu được tâm của đối phương đến hỏi mình, cho nên biết được ông ấy đang chấp về cái bệnh gì, đang về bệnh chấp không. Cho nên ông nói luôn là gì? Con hỏi con chó có Phật tính không? Ông bảo là có. Mà có Phật tính thì đương nhiên con chó có thể thành Phật không? Có. Vì có Phật tính cho nên con chó kia có thể thành Phật. Như trong Kinh Văn Hoa, Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên Triệu Châu bảo với ông sư đó là có Phật tính. Rồi một ông sư đến, ông sư đó đến cái gì cũng chấp. Tam quy, ngũ giới, thập thiện, nhấn đến cho 250 giới của tỳ khiêu, 348 giới của tỳ khiêu ni. Đức Phật thuyết thế nào là phải giữ y như thế. Ông nói chạch ra cái giáo giới luật của Đức Phật, tức là ông là không phải là sư nữa, ông là tà đạo.
giống như là thầy Thông Lạc ở Việt Nam chẳng hạn, bảo là ai ăn một ngày ba bữa, ăn một ngày hai bữa tức là không phải sư nữa, đấy là tà đạo rồi, đấy là ma rồi, chứ không phải là sư. Rồi ai mà đọc tụng kinh đại thừa như chúng ta này đều là ma hết, ma vương hết, là con của ma hết, chứ không phải là sư chân chính trong giáo pháp của Đức Phật, vân vân. Gặp những người như thế đến thì gọi là gì? Vì chấp vào có cái giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết về giới luật, chỉ chấp chặt vào cái đó, thì bây giờ gì? Cần là phải phủi cái chấp của ông đi, cho ông tiến lên. Đến hỏi ngài Triều Châu, con chó có Phật tính không? Vì ông ấy chấp là gì? Là cái gì cũng thấy có tướng. Mà cái gì cũng thấy có tướng thì cho nên phải giữ cho được cái tướng. Đức Phật thuyết cái gì phải giữ. Còn ai mà làm sai là ông ấy chê bai, phiền não. Vị sư nào mà ăn thêm bữa tối, ông bảo đây không phải sư, đây là bà la môn, đây là ngoại đạo, hỏng rồi, đúng không? Đó. Vị sư nào tụng kinh niệm Phật không ngồi thiền, ông bảo đây là bà la môn rồi, giả Phật giáo rồi, không phải là đạo chân chính, không phải đạo Phật chân chính. Đó, những người chấp có như thế, cho nên Triệu Châu mới phủi cho nó một cái là gì? Là không. Mỗi một đối tượng đến, mỗi một bệnh nhân đến, một vị bác sĩ giỏi thì dùng gì ạ? Dùng liều thuốc tốt để ban cho nó. Chứ không phải là bệnh nhân nào đến cũng gì? Bệnh nhân này, bác Thường Nghiêm là y sĩ hả? Này, tôi lấy cái ví dụ. Nay có người đau răng đến, Thường Nghiêm lấy gì? Lấy thuốc đau răng cho. Ngày mai có người đến bảo bạch bác con đau bụng, cũng lấy thuốc đau răng cho họ có được không? Hả? Mà phải lấy thuốc gì? Hôm trước nó kêu đau răng thì lấy thuốc đau răng cho nó uống nó khỏi. Hôm sau có bảo là ôi trong chùa có bác ấy bốc thuốc giỏi lắm, thế nó đau bụng nó không đến. Đến nghe mà đến hỏi là bác ấy con đau bụng lắm, liền là thấy, à hôm qua mình bốc cái thuốc này cho họ khỏi, nay cũng bốc tiếp, lấy thuốc đau răng cho người đau bụng khỏi, nó uống vào nó còn đau thêm, chết toi đúng không? Đó, cho nên á, đây gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Trong nhà Phật gọi là tùy căn cơ mà thuyết pháp, gọi là khế lý khế cơ, là ở chỗ đấy đấy các quý vị ạ. Đấy, cho nên ở trong đây các pháp của các Bồ Tát hành á, chúng ta là hàng phàm phu, đừng có so đo tính toán cái chuyện đúng sai của các ngài. Có đệ tử gần đây, có đệ tử nó vạch ra tôi có 5 cái tội. Tội thứ nhất là tội gì? Xây chùa to. Nó vạch ra tội là tội thứ nhất là tội xây chùa to. Tội thứ hai là tội độ chúng nhiều, không dạy được. Tội thứ ba là tội gì? Ham vào, đi sâu vào việc của giáo hội, không tu được. Đấy, tội thứ tư là thầy bảo là thầy gì? Nhất môn thâm nhập. Bây giờ thầy còn cho trì chú đại bi, thầy lại còn cho làm công việc phật sự quá nhiều, không tu được. Và tội thứ năm nữa, không biết cái gì, lâu lâu tôi quên mất rồi. Và thậm chí nó nói xong tôi cũng quên luôn, chả nhớ làm gì cái chuyện đó. Quan tâm là gì? Nó nói thì nó nghe với nhau. Đó. Cho nên đó, cái việc làm của những người vượt xa chúng ta thì chúng ta không thể nào mà biết được. Ví dụ là tôi không biết được việc làm của các vị Bồ Tát và các vị Phật, nhưng tôi có một niềm tin vào lời dạy của Phật và Bồ Tát. Tôi không biết được việc làm của các ngài vi diệu thù thắng đến mức độ nào, nhưng tôi có một cái niềm tin chân thành, một niềm tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật, cho nên may vớt vát được cái đó. Là tôi có niềm tin ngày hôm nay thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ biết được. Ngày mai tôi chưa biết được thì ngày kia tôi sẽ biết được. Đời này tôi chưa biết được thì đời sau tôi sẽ biết được. Và cái niềm tin cuối cùng của tôi là gì? Đời này tôi chưa học được hết Phật Pháp, tôi sẽ quyết vãng sinh về Tây Phương một đời. Và vãng sinh về đó rồi gặp A Di Đà Phật là cái vị thầy chỉ dẫn đường tốt nhất, một vị đạo sư, một vị thầy giáo tốt nhất dạy cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được tất cả Phật Pháp với việc một vị thầy đó là A Di Đà Phật. Cho nên giữ một cái niềm tin trọn vẹn chân chính như thế, chúng ta không bị thoái thất tâm bồ đề của chúng ta. Đó chính là
chính là cách hành đạo của các vị Bồ Tát vậy. Đây là gì? Là ngũ thừa Phật giáo. Thì ở trong đây phân loại về, thứ hai là phân loại về tạng thừa. Thì kinh Địa Tạng thuộc về thừa nào? Các quý vị, kinh Pháp Hoa nhiếp về Phật thừa rồi. Kinh Pháp Hoa nhiếp về Phật thừa, thiên về Phật thừa, tức là đại pháp. Đấy, học ấy, thì chúng ta mới thấy là kinh Địa Tạng, nếu mà đọc vào chính văn kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật tuy thuyết ở cung trời, nhưng mà đối tượng là cho gì? Cho cả loài người. Và đặc biệt trong kinh Đức Phật nhắc rất nhiều đến thì, này các thiện nam tử, này các thiện nữ nhân. Khi mà nói thiện nam tử, thiện nữ nhân chính là chỉ cho các hàng Phật tử đã gì ạ? Đã quy Tam Bảo, đã hướng Phật tu thiện rồi, thì Đức Phật mới gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Còn chưa biết quy Tam Bảo, chưa biết hồi đầu quay về với Đức Phật và giáo nương tựa giáo lý của Ngài á, thì Đức Phật gọi đó là gì? Các vị, gọi là chúng sinh. Tất cả chúng ta cũng đều gọi là chúng sinh. Nhưng mà ở trong kinh Địa Tạng, khi gọi là chúng sinh thì có nghĩa là những người còn gì ạ? Hay còn chúng sinh này, hay còn gọi là kẻ ác, Người ác, vân vân. Đó, những kẻ ác, những người ác. Nhưng khi mà còn gọi là thiện nam tử, thiện nhân, tức là những người quan Phật xuất gia hoặc tại gia như chúng ta, một phần nào đó nhận được những nỗi khổ đau, chấp trược tham ái của thế gian, mà phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nương tựa gieo theo giáo pháp của Đức Phật để tu tập, lấy kinh luật luận làm người thầy dẫn đường chỉ lối trong thời mạt pháp này, lấy chắc bậc chân sư là người thầy hướng đạo cho chúng ta trong thời đại mạt pháp này, và đặc biệt là gì, lấy giới định tuệ để làm nền tảng căn bản để trao dồi tu tập ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta cho sạch sẽ, cho thanh tịnh dần dần. Đó, thì đây, mỗi khi Đức Phật gọi này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, chính là gọi các vị nhân thừa, những hàng tu hành của chúng ta. Thiên thừa tức là nhẫn đến cho hàng chư thiên. Trong kinh thường nói là gì? Trong kinh thường nói là chư thiên gì? Long, quỷ thần. Thiên là gì? Là chúng chư thiên ở ba cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có mặt trong pháp hội đó, và những chúng chư thiên ở đời sau này. Long là tức là các vị gì ạ? Chúng ta dịch là gì? Là rồng. Rồng. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Trong bốn biển lớn có tám vị đại long vương. Tám vị đại long vương đó là gì? Tâm Khoa Cúng Phật, Bát Hải Long Vương, chứ trong Khoa Cúng Phật đấy. Khoa Cúng Phật lấy tên của tám vị long vương, chính là lấy trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ra đấy. Bát Đại Long Vương, Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương và Nhất Thiết Bát Hải Long Vương, đúng không? Là tám vị long vương đó, là tám vị gọi là tám vị đại long, là những vị Bồ Tát hóa thân vào những làm vua của các loại long vương. Ngoài ra còn có rất nhiều các vị vua nhỏ của cõi rồng này nữa, nhưng mà tất cả có tám vị này, là tám vị từ Nan Đà Long Vương, Sa Già Long Vương cho đến Hòa Tu Ca Long Vương, A Na Bà Đà Long Vương, vân vân đó. Thì những vị vua đó là những vị vua có sức mạnh, thần thông, trí tuệ, công đức nhiều nhất trong loài gì? Loài rồng. Làm chủ của các loài rồng. Quỷ thần. Rồi chúng thì bát bộ nữa.
quỷ thần, quỷ. Bình thường chúng ta học mỗi cái quỷ này là xấu đúng không? Chúng quỷ thần, thần thì còn có thể là tốt, nhưng mà quỷ, mà quỷ thần thì đương nhiên là chúng ta bảo ma quỷ, xấu như quỷ, đúng không? Nhìn xấu như ma như quỷ, có nghĩa một cái gì xấu xa nhất chúng ta gì gán cho họ, đó là ma quỷ. Nhưng trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy là các vị quỷ thần này có phải hoàn toàn xấu không? Không hoàn toàn xấu, mà các vị quỷ thần này chính là thần gì ạ? Chúa quỷ cai ngày, chúa quỷ cai đêm, chúa quỷ gì đạm huyết nhục quỷ vương, rồi đạm sinh khí thủy vương, vân vân đó. Tất cả các quỷ vương đó đều là những vị Bồ Tát thị hiện để mà gì, để mà dùng cái phương pháp là giống như cái vị cai ngục ấy. Mà cai ngục thì chúng ta biết là ngày xưa cai ngục thì trong cai ngục nó thường hay làm gì ạ? Làm những cái đồ để mà dùng khí, vũ khí để mà nó tra khảo tội nhân đó, thì kinh khủng luôn. Nào là kẹp tay nào là móc sắt nào, roi sắt nào, roi da nào, vân vân. Nó đánh cho thì mà không có đánh cho có đánh cho chừa, đúng không? Đấy, ngày xưa nó là cái khẩu hiệu ở trong tù gọi là tra khảo tội nhân vậy. Không có thì đánh cho có, mà có thì đánh cho chừa. Đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ pháp luật thế giới, pháp luật Việt Nam, đặc biệt Việt Nam chúng ta rất là tiến bộ và không cho tra khảo ép cung một cách quá mức nữa. Thậm chí nó vẫn ép cung nhưng mà ít hơn nhiều. Có ép cung mới có oan sai, đúng không? Như vụ án Thanh Chấn năm ngoái đấy, ông Chấn năm ngoái ở Bắc Giang, đúng không? Đó, cái vụ án kiểu như thế, do nó đánh nó ép cung mạnh quá, cho nên là gì, và cứ phải khai bừa ra và nó viết giấy sẵn cho, và thậm chí nó đọc thế nào cho mà viết thế đấy. Đó gọi là những cái vụ án ép cung do một số những cái người làm án, các vị công an mà nó kém về đạo đức nhân phẩm, nó muốn chạy theo cái gì, chạy theo cái gọi là cái thành tích á. Mỗi một tháng nó phải phá bao nhiêu vụ án đó. Đó, thì cho nên là nó chạy theo thành tích, cho nên là cái phá được càng nhiều thì nó lại càng được khen thưởng là gì, là bắt được nhiều tội phạm. Ở Việt Nam chúng ta là có một cái ngược đời như thế, là có một cái gọi là phân theo mỗi một tháng là nhóm này là phải bắt được bao nhiêu tội phạm. Bắt ít quá có nghĩa là không đạt tiêu chuẩn, thế mới đau chứ. Thôi cái đấy không nói nhiều, việc chính trị không nói nhiều. Nhưng mà có cái trường hợp đó, tất nhiên là ít thôi, còn đa số là những người làm chấp pháp, chấp hành pháp luật là tốt, một số ít thôi, thế mới có oan sai ở trong đó. Thì các vị quỷ thần này cũng thể hiện ra gì, ra cái tâm thân quỷ sầu xấu ác như thế để mà gì, trực quan dạy bảo cho chúng sinh nó biết bỏ ác làm lành, lấy dưới hành thiện. Anh làm ác thì phải bị tội báo như thế đó. Giống như nhà nước mình có muốn xây nhà tù không? Có một nước nào trên thế giới muốn xây nhà tù không? Không có một quốc gia ra nào muốn xây nhà tù cả. Nhưng mà bắt buộc phải xây nhà tù. Vì sao? Vì có những kẻ ăn trộm, ăn cướp, đánh nhau, buôn, bán thuốc phiện, xỉ ke ma túy vân vân chẳng hạn. Cho nên nếu mà không xử nó thì nó gì? Nó nhởn ra ngoài đời, nó làm hỏng hết cả đất nước này. Vì vậy mà phải ngăn chặn nó, dạy bảo nó và xây lên cái nhà tù kia và lập ra những người để cai quản, để trừng trị nó. 10 đứa thì cũng phải được gì? 2-3 đứa nó hoàn lương trở lại tốt. 3-4 đứa là gì? Nó cũng biết sợ. Còn là vài đứa là nó quay đầu làm ác trở lại thôi. Đó, đấy là cái cách gì? Bất cứ một quốc gia nào đều phải có nhà tù hết. Cho dù đất nước nhỏ nhất trên trái đất này cũng có nhà tù. Đấy, thì cái vị gì? Quỷ thần này thì hiện ra để làm như thế. Còn bát bộ, các vị thần bát bộ tức là gì? Thần Càn Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng đó, đều là gọi là thần bát bộ, gọi là bát bộ kim cương thần đó. Không phải chỉ cho một vị đâu nha, hay không phải chỉ cho 8 vị đâu nha, đây là chỉ cho gì? 8 loại. Càn Thất Bà là gì? Là thần âm nhạc. Atula là các vị gì? Các vị có Atula mà gì có thiện tâm học Phật đó. Kalola là chỉ cho gì? Các vị thần cây, thần cối do tu tập hút tinh khí mà thành tựu đó. Khẩn Na La đó, các vị thần, một loại thần. Ma Hầu La Già tức là thần rắn đó, thần rắn vân vân đó. Các vị về tra cái này thôi, thấy nói rõ ở trong đó Đức Phật nói thời gian không có đấy.
Thì ở đây Đức Phật nói về chư thiên thì như vậy, nói thanh văn thừa có không? Trong giáo pháp kinh Địa Tạng không có các hàng thánh thanh văn dự hội. Nhưng mà Đức Phật nói thì người trì tụng kinh Địa Tạng ở đời sau được sinh lại làm người, được gặp Phật pháp, được tu hành chứng được thánh quả gì? Chứng được bốn thánh quả: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy nhiếp về thanh văn thừa chưa? Nhiếp rồi. Ngũ nhân thừa nhiếp chưa? Bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện, tu hành đạo đức, trở thành người con ngoan hiếu thảo, thì đấy gọi nhân thừa. Thiên thừa trong đó gì? Tụng một ngày một đêm, được sinh lên trời, nhiếp về thiên thừa chưa? Lễ bái Địa Tạng, được phúc báo sinh lên trời, thiên thừa chưa? Có thiên thừa. Thanh văn thừa tụng 21 ngày đêm, đời người đó đời sau được sinh lên cõi đau lợi 1000 lần, cõi tình cư thiên, chứng thánh quả A-la-hán, nhập niết bàn ở trên đó, nhiếp về thanh văn thừa. Duyên giác thừa nhiếp chưa? Nhiếp. Vì đó có thể gì? Không thành thanh văn thì thành gì? Bích chi, thành duyên giác. Nhiếp về đó. Và nhấn đến Đức Phật nói là tụng kinh Địa Tạng, do công đức tụng kinh Địa Tạng 100 ngày đêm, người đó sẽ được chư Phật thường hộ niệm, và được Bồ Tát là gì? Giơ cánh tay vàng. Người nào ngu si đần độn lắm, học mãi không thuộc á, thì tụng 100 ngày đêm và cúng dường đồ ăn thức uống, chàng phan bảo cái vàng bạc châu báu đem dâng lên trước tôn tượng của ngài á, cúng dường đọc tụng 100 ngày đêm như thế, lễ bái chiêm ngưỡng 100 ngày đêm như vậy, và cầu được gì? Được khai mở trí tuệ, thì được Bồ Tát Địa Tạng là gì? Có thể là trong giấc chiêm bao thì hiện ra 1000000 ức hóa thân, và lấy tay xoa đầu người đó, lấy nước rưới lên đầu người đó, và tự nhiên người đó tỉnh dậy, cái ngu si đần độn kia liền là tiêu diệt và điệp thông minh trí tuệ sáng sủa. Đấy, khi vào văn kinh chính thì tôi sẽ nói rộng hơn, và chúng ta sẽ thấy đấy là gì. Và đặc biệt nữa, không chỉ được như thế, rồi Đức Phật lại nói lại được Bồ Tát thủ ký cho, sách tiến cho để tu hành, và được sinh về cõi của 10 phương chư Phật, được chư Phật giáo hóa dạy bảo cho và thủ ký cho chúng ta thành Phật, và không bao giờ đọa vào trong 3 đường ác đạo nữa, chỉ cho đến cho thành Phật, chứng được quả vị bất thái chuyển. Chúng ta cứ tụng ngoan lành đi 100 ngày đêm đi, ngoan không? Thôi hôm nay 21 ngày đã, cứ thử xem 21 ngày chúng ta có theo được không? Chưa nói 100 ngày, 21 ngày mà theo được là cũng ngon rồi đấy. Ngon hơn là sơn hào hải vị ở thế gian rồi đấy. Cứ xem 21 ngày không? Đó, cho nên á, kinh Địa Tạng này qua đó chúng ta mới thấy là gì? Nhiếp về cả gì ạ? Cả ngũ thừa Phật giáo vậy. Cả ngũ thừa Phật giáo nhiếp về cả gì? Tất cả luôn. Cho nên cái bộ kinh Địa Tạng này có thể nói là gì? Phổ cập gì? 3 căn. Phổ bị các căn. 3 căn đó là gì? Các vị biết 3 căn là gì không? Thượng căn, chứ bộ bản, thượng căn, trung căn và hạ căn. Đó, thượng căn, trung căn và hạ căn. Thượng căn đây là chỉ cho các vị gì à? Bồ Tát và Phật. Đó gọi là thượng căn, gọi là tam căn đó. Căn cơ của 3 loại chúng sinh đó. Trung căn là chỉ cho các bậc gì ạ? Này này, duyên giác và thanh văn. Còn hạ căn đó là chỉ cho gì? Từ chư thiên cho đến gì? Cho đến loài người. Đó gọi là 3 căn. Nhưng á, kinh Địa Tạng, đối với kinh Địa Tạng chúng ta thấy gì? Chỉ cần là nhìn thấy tranh ảnh hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy quyển kinh văn của Bồ Tát Địa Tạng, người đó là gì? Nhất tâm đem hương hoa lễ vật để cúng dường, nhất tâm đọc tụng kinh điển của Đức Phật, của Bồ Tát Địa Tạng,
một ngày một đêm được 100 kiếp sinh thiên, 21 ngày đêm được 1000 kiếp sinh thiên, rồi lên cõi trời tình cư và nhập Niết Bàn ở trên đó, chứng thánh quả La Hán hoặc Bích Chi Phật, nhập Niết Bàn ở trên đó. Và người nào mà đọc tụng 1000 ngày đêm, người đó sẽ được gì? Bồ Tát Địa Tạng hoan hỷ lấy tay xoa đầu và thọ ký cho chúng ta. Và người đó sau khi chết đi được sinh về các cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Chúng ta đây là cầu nguyện về cõi nào? Cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và người đó sẽ được gì? Chứng được quả vị bất thoái chuyển ngay trong, có thể ngay trong đời này hoặc đời sau kế tiếp. Nhân đến tu hành cho đến thành Phật, vĩnh viễn không và phải đọa vào trong ba đường ác nữa. Và như vậy nghỉ được chưa? Nghỉ được rồi, đúng không? Rồi mai học tiếp.